Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3731, cùng Khổng Sư đối chiến. Chiêu số của đối phương thoạt nhìn rườm rà phức tạp, trên thực tế tới tới lui lui hết thảy chỉ có 12 chiêu. Giống như thiên đạo kiếm pháp của hắn, thực tế chỉ có một chiêu, nhưng cùng người chiến đấu ngàn chiêu mà không tái diễn, tất cả đều là diễn hóa ra. Trọng ý không trọng hình, ý tại chiêu tức tại. Trong đầu thôi diễn 12 chiêu kia một lần, Trương Huyền có phần kinh ngạc. Truy pháp này, thế mà giống như trước đó tu luyện Lăng Vân kiếm thần quyết, chia làm 12 chiêu, cũng cần trình tự nhất định mới được. Chính xác. Chiêu số đi vào trong óc, đã có thể mượn thư viện, tinh thần khẽ động, thiên đạo truy pháp dung hợp 12 chiêu, trình tự chính xác xuất hiện, lực lượng trong cơ thể dựa theo trình tự vận chuyển, không ngừng vung vẩy. Ầm ầm. Chỉ vận chuyển 2 lần, liền cảm thấy lực lượng trong cơ thể sinh ra, một cảm giác hiểu ra xuất hiện ở trong óc. Đây là thần chi truy ý. Da mặt Trương Huyền run lên. Không nghĩ tới truy pháp của đối phương, dung hợp vào trong cơ thể, trực tiếp tạo thành thiên đạo truy pháp, hơn nữa còn giống như trước đó lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, đạt đến thần linh chân chính. Bành bành. Lĩnh ngộ thần chi truy ý, tráng hán trước mắt trăm ngàn chỗ hở, không còn là đối thủ, mấy chiêu liền bị đánh té xuống đất. Trương Huyền thấy hoa mắt, lúc này mới phát hiện lần nữa đứng ở trước bức tranh. Răng rắc, răng rắc. Trương Huyền vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy bức tranh trước mắt màu sắc rực rỡ, màu sắc chói mắt biến mất, biến thành màu đen trắng, cùng trước đó nhìn thấy giống nhau như đúc. Trương Huyền nháy mắt. Chẳng lẽ đi vào bức tranh, lĩnh ngộ thần chi võ kỹ, liền có thể để bức tranh trở nên ảm đạm. Nói như vậy, Khổng Sư từng đi vào thần điện, giành lấy một chữ thần, tổ sư khai phái của Lăng Vân kiếm các từng đoạt đi nửa chữ thần. Chẳng lẽ chính là cái này? Tám bức đồ. Một bộ ảm đạm tối tăm, giống như tráng hán trùy sắt, còn có một bức cầm trường kiếm, một nửa màu sắc sặc sỡ, một nửa màu sắc trắng đen, nói nửa chữ thần cũng là chính xác. Khó trách 12 chiêu trùy pháp, cùng 12 chiêu của Lăng Vân kiếm thần quyết cực kỳ giống nhau. Trương Huyền giật mình. Lăng Vân kiếm thần quyết cũng 12 chiêu, tương đồng trùy pháp trước mắt, vừa rồi vốn kỳ lạ, hiện tại xem như rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tổ sư khai phái của Lăng Vân kiếm các. Có lẽ cùng người trong bức họa đánh hòa nhau, cho nên mới được nửa chữ, dù từ chỗ đối phương học được 12 chiêu, nhưng Thủy Chung không tìm được trình tự tu luyện chính xác. Lúc này mới dẫn đến, cho dù Lăng Vân kiếm các không thông qua thông thiên kiều, cũng có thể sinh ra ngụy thần, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, không cách nào so sánh với thông thần điện. Ta lĩnh ngộ 12 chiêu trùy pháp, chẳng phải đại biểu đã giống như Khổng Sư năm đó, đoạt một chữ thần. Nếu không đoán sai, nơi này hẳn là địa phương lúc trước Khổng Sư cùng tổ sư khai phái xông vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa rồi vô tình giành lấy một chữ. Khó trách thượng thương mấy ngàn năm qua, trừ hai vị này, không có những người khác thành công, muốn đánh bại nhân vật trong bức họa, quả thực không có đơn giản như vậy. Hắn lĩnh ngộ thiên nhược hữu tình, tu vi đến ngụy thần cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu trừ Khổng Sư, tuyệt đối được cho người thứ nhất của đại lục từ xưa đến nay. Loại thực lực này, học tập thiên đạo trùy pháp, hơn nữa học được chiêu số của đối phương, mới lấy được chiến thắng. Độ khó lớn có thể tưởng tượng được. Đổi lại những người khác, không có thiên đạo thư viện, đi học tập võ kỹ, càng không thể chỉ nhìn hai lần liền có thể tìm ra trình tự, hơn nữa triệt để dung hội quán thông. Giành lấy chữ thần, có thể tiếp tục tiến lên. Đang suy tư, lần nữa có thềm đá xuất hiện, lan tràn lên phía trên, không nhìn thấy cuối cùng. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vừa định đạp lên, đột nhiên ngừng lại, một ý nghĩ toát ra trong óc. Dù sao thời gian còn sớm, đã đến nơi này, sao không đi bức họa khác cướp sạch. Từ khi đi vào bức tranh, đến học được trùy pháp, đánh bại đối phương, thoạt nhìn thời gian rất dài, trên thực tế tuyệt không vượt qua 10 phút, dựa theo thời gian tính toán, nhiều nhất 1/4 mà thôi. Dù sao có nhiều thời gian, tới cũng tới, đương nhiên phải giành lấy mấy chữ. Dù sao hắn không phải tông chủ một tông môn, mà là mấy cái, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền mỉm cười, thân thể vụt qua, đi vào bức tranh cầm trường kiếm. Giống như trước đó, tiến vào bên trong. Người trong bức họa lập tức cầm kiếm đâm tới. Trường kiếm Trương Huyền đong đưa, thần chi kiếm ý di tán. Ba cái hô hấp sau, đối phương nằm trên mặt đất, biến thành một bãi mực in. Nửa chữ thần của Lăng Vân kiếm các được bù đắp. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng.
Vì nửa chữ thần này, vô số hậu bối kiếm các kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cũng không có thành công, bản thân cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn. Đợi bức tranh triệt để biến thành đen trắng, Trương Huyền đi vào trước một bức tranh thi triển võ kỹ, không chần chờ, lần nữa chui vào. Sau 5 phút lại xuất hiện, bức tranh biến thành màu xám. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này cùng đối phương giao thủ liền học trộm chiêu số, sau đó nhân cơ hội hình thành thiên đạo công pháp, tốc độ nhanh không chỉ gấp 2. Còn lại 4 bức tranh, kinh nghiệm càng thêm phong phú, không đến 1 phút, toàn bộ đi một lượt, làm xong những cái này, lúc này mới đi đến thềm đá, tiếp tục tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 cũng rất rộng lớn, lần này không có bức tranh, cũng không có trận pháp, 4 phía đèn đuốc sáng trưng, nhìn một cái, trống rỗng không có cái gì. Dừng bước, Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Khổng sư, nếu như ngươi ở đây, liền ra đi. Đối phương thiết lập ván cục, mời bản thân vào cuộc, cũng nên xuất hiện a. Quả nhiên, tiếng nói kết thúc, một bóng người cao lớn xuất hiện ở phía trước. Chính là Khổng sư. Trương Huyền híp mắt lại, đồng thường kiếm xuất hiện, Trương Huyền mang theo lạnh lùng. Đối phương vì muốn lấy được thư viện, dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn tưởng rằng không dám tiếp tục xuất hiện, đã tới. Vậy phân ra sinh tử. Bất quá rất nhanh, Trương Huyền nhìn ra không đúng. Thế nào, bản tôn không dám tới sao? Đối phương chẳng qua một đạo ý niệm mà thôi, không phải bản tôn. Chẳng lẽ đã biết mình đột phá ngụy thần, sợ không phải đối thủ, không dám xuất hiện. Không để ý tới hắn, hai tay chắp sau lưng, Khổng sư thản nhiên nói. Ngươi có thể một người thông qua 7 bức tranh khảo hạch, thật không đơn giản, có điều nhất định phải chiến thắng ta. Mới có tư cách đạt được thần linh chi khí. Nắm giữ cơ hội tấn cấp thần linh. Chiến thắng ngươi, vậy thì tới đi. Thấy hắn không trốn, không để ý tới đối phương phí lời, đồng thường kiếm của Trương Huyền vung vẩy, kiếm mang thẳng tắp trượt xuống. Biết đối phương mạnh mẽ, vừa ra tay liền sử dụng thần chi kiếm ý. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Khổng sư cười nhạt một tiếng, tinh thần khẽ động, lực lượng vốn là ngụy thần cảnh đỉnh phong, sau một khắc cũng giống như mình. Đạt đến ngụy thần cảnh hậu kỳ. Cong ngón tay búng một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, không biết cấp bậc gì, nhưng tỏa ra hàn khí lăng lệ, thân ảnh nhẹ nhàng vụt qua đi vào phía trước. Xì xì xì. Kiếm ý như rồng, khí tức như xương. Thật mạnh. Chuyên gia vừa ra tay liền biết có môn đạo hay không. Dù Trương Huyền chỉ cùng hắn đối chiến mấy chiêu, nhưng lập tức phát hiện, vị này dù chỉ là một đạo ý niệm của Khổng sư, nhưng lý giải kiếm thuật không kém mình, thậm chí còn hơn. Dưới cấp bậc tương đồng, bản thân vậy mà không có chiếm được thượng phong. Ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Trương Huyền tràn đầy khó tin. Trước đó phân thân cùng đối phương chiến đấu qua, không kém bao nhiêu. Hiện tại cùng cấp bậc cường đại hơn phân thân, lại lĩnh ngộ nhiều thần chi võ kỹ như vậy, dưới tình huống bình thường, đối phó một đạo ý niệm của đối phương, hẳn là nhẹ nhõm đánh bại mới phải, làm sao cũng không nghĩ đến. Còn rơi xuống thế yếu. Hắn dùng cũng là thiên đạo võ kỹ. Rất nhanh, Trương Huyền phát giác nguyên nhân không cách nào chiến thắng. Vị khổng sư trước mắt này, vậy mà cũng giống như mình, vận dụng võ kỹ không có thiếu hụt, kiếm chiêu ẩn chứa quy luật đại đạo, thoạt nhìn đơn giản, lại làm cho người không thể ngăn cản. Bản thân thi triển chiêu số, nhằm vào thiếu hụt, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng kiếm pháp đối phương có thể thay đổi quy luật và trình tự trong kiếm chiêu. Vừa ra chiêu, đối thủ chẳng khác nào đã rơi vào thế yếu. Cái này rất giống, người vốn muốn đâm lên trên, nhưng ở dưới ảnh hưởng của đối phương, sẽ tự động thay đổi phương hướng đâm ra, biến thành đâm xuống dưới. Tựa như bị khống chế chiêu số, thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng lẽ đây là thiên đạo trật tự? Trong lòng Trương Huyền băng lãnh. Trước đó nghe hắn nói qua thiên đạo trật tự, nhưng thời điểm phân thân và đối phương chiến đấu, lại không thi triển ra, liền không để ý. Giờ phút này mới hiểu được đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Giống như Khổng Thi Giao lúc trước, ngôn xuất pháp tùy. Dù có thể tìm ra thiếu hụt, nhưng ở trước pháp tắc cũng chỉ vô dụng. Dù miệng lưỡi dẻo quẹo, nói tràn đầy oan ức, chỉ cần xúc phạm pháp luật, đồng dạng sẽ bị trừng phạt. Thiên đạo trật tự chính là như vậy, bản thân rõ ràng đã nắm giữ thiếu hụt trong chiêu số, nhưng thời gian nháy mắt, thiếu hụt của đối phương liền biến thành trình tự chính xác nhất, thành pháp tắc có thể nhận định. Còn đánh thế nào? Ta không tin cùng cấp bậc ta sẽ thua. Trương Huyền cắn chặt răng, sắc mặt tái xanh. Cấp bậc tương đồng, trừ thua qua phân thân, còn chưa hề thua ai. Cái tên này,
chỉ là một đạo ý niệm của Khổng Sư, làm sao có thể không cách nào vượt qua. Chẳng lẽ thương thế của đối phương đã khỏi, triệt để khôi phục. Dù vậy Trương Huyền cũng không tin đáng sợ như thế. Tay phải cầm kiếm, tay trái các loại võ kỹ tung bay thi triển. Trong nháy mắt, Trương Huyền giống như biến thành hai người, một cái am hiểu kiếm pháp, một cái am hiểu võ kỹ, hơn nữa tất cả đều lĩnh ngộ thần chi ý cảnh, ở thượng thương có thể khai tông lập phái, tên Lưu Thiên Cổ. Chiến đấu như vậy, sức chiến đấu lập tức tăng gấp đôi. Không tệ. Ý niệm Khổng Sư cười nhạt, đồng dạng tay phải cầm kiếm, tay trái thi triển ra võ kỹ. Vậy mà cũng trong nháy mắt hóa thành hai người, chiêu số cùng hắn tương xứng. Ra đầu Trương Huyền nổ tung. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của Khổng Sư? Trước đó hắn thật sự là không có khôi phục, mới ngay cả phân thân cũng không thể chiến thắng. Bành bành bành. Liên tục đối chiến mười mấy chiêu, Trương Huyền cảm thấy tiếp tục nữa, sẽ giống như trước đó, bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn mà suy yếu, trong lòng càng lo lắng. Híp mắt lại, một ý nghĩ tàn nhẫn từ trong lòng hiện ra. Xem ra chỉ có thể thi triển thiên nhược hữu tình. Hết chương 3731. Chương 3732. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Thiên nhược hữu tình, đã là công pháp, cũng là võ kỹ. Trong lòng đã lĩnh ngộ ý cảnh kia, muốn sáng chế chiêu số cũng không khó. Thương thiên vô tình người hữu tình, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Ý niệm trong cõi u minh, lần nữa đi vào trong cơ thể, kiếm pháp của đối phương không có chút sơ hở nào, ở trong mắt biến hóa hình dáng, địa phương xẹt qua, lưu lại từng dấu vết màu xám cho nhạt, đan vào một chỗ, giống như tạo thành một cái lưới đánh cá. Chính là những lực lượng này, khống chế tất cả chiêu số của hắn, làm chúng rơi vào bị động. Thiên đạo trật tự, những vết kiếm, này thoạt nhìn lộn xộn, trên thực tế lại tuân thủ quy luật nhất định, chiếu theo quy luật đi làm, tựa như đang bện thiên võng, tuy thưa nhưng khó lọt. Trương Huyền không buồn không vui, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Trước đó, đối với thiên đạo trật tự tìm hiểu không nhiều, ở dưới ý cảnh như thế này mới nhìn ra, đối phương là đang tuân thủ một loại quy tắc đặc biệt nào đó. Đây là thiên địa vạn vật, đều có điểm giống nhau, ai cũng không có cách nào trốn tránh. Giống như tần số, chỉ cần tìm được tần số cộng hưởng đối ứng, vật lại cứng cũng có thể tùy tiện phá hủy. Đối phương thi triển kiếm pháp thiên đạo trật tự, khả năng không phải không chỗ thiếu hụt nào, nhưng lại có thể khống chế quy luật trong chiêu số của người khác, từ đó tuân thủ quy luật của hắn, giống như cộng hưởng, cuối cùng đánh bại ngươi. Nói đơn giản là, kéo trí thông minh của ngươi đến trình độ tương đồng hắn, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Vết kiếm của thiên đạo trật tự có thể hình thành thiên võng như vậy, nếu như ta có một loại kiếm pháp, có thể làm cho quy luật không theo quy tắc có sẵn, chẳng khác nào phá giải. Trương Huyền hiểu ra. Đối với kiếm đạo lần nữa hiểu sâu hơn một tầng. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thường kiếm hàn khí đại thịnh, kiếm ý ở trên không trung tạo thành một cái lưới to lớn, giống như đối phương, nhưng lại hoàn toàn không giống. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Một câu thơ xuất hiện ở trong óc. Chiêu thứ nhất của thiên nhược hữu tình được sáng tạo ra. Kiếm pháp ở trong người dung hội quán thông, đồng thường kiếm run lên, Khổng Sư thi triển kiếm pháp giống như bị giam giữ lại, trước đó thiên võng tuy thưa không sót, giống như mấy tấm thả thành một đống, quấn quýt lấy nhau, đan xen chẳng chịt, trong thời gian ngắn không tránh thoát. Cái gọi là quy luật, trong nháy mắt bị phá giải ra. Đang muốn nhân cơ hội công kích, chém chết ý niệm của Khổng Sư, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lùi lại, rời khỏi vòng chiến. Có thể nhanh như vậy tìm ra kiếm vấn trong đề pháp của ta, hơn nữa phá hoại, thiên phú cùng ngộ tính của ngươi đã có tư cách thành tựu thần linh. Khổng Sư vuốt râu cười nói. Chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Trương Huyền thở ra một hơi, híp mắt lại. Bản thân lĩnh ngộ ra kiếm chiêu cường đại như vậy, đối phương lông tóc không thương không nói, còn nhẹ nhàng tránh thoát, chứng minh lực lượng cũng không dùng hết, tiếp tục chiến đấu xuống, bản thân cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Thậm chí chiêu số của đối phương càng thêm thuần thục, tỷ lệ chiến thắng càng lớn. Đã như vậy, vì sao phải lui ra ngoài? Thắng bại cũng không trọng yếu, ta xuất hiện ở đây, chỉ là thay thần linh khảo nghiệm thực lực cùng thiên phú của người vượt quan. Người có thể ở trong 1/10 thời gian, loại bỏ chu tâm trận, hơn nữa sức một người lĩnh ngộ 7 loại thần chi ý cảnh. Càng trong thời gian ngắn ngủi như thế, tìm ra sơ hở trong kiếm thuật của ta, sáng chế kiếm pháp mới, thiên phú mạnh mẽ, khoáng tuyệt cổ kim. Khổng Sư thản nhiên nói. Khảo nghiệm, người vượt quan.
Trương Huyền như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái tên này không phải toàn tâm toàn ý muốn giết chết mình, đạt được Thiên Đạo Thư Viện sao? Làm sao hiện tại lại cảm thấy có chút không đúng? Giống như đạo ý niệm trước mắt này, cùng trước đó gặp phải không phải cùng một người. Trong lòng nghi hoặc, đang muốn hỏi ra, Khổng Sư lại nói. Không nhìn lầm, người hẳn là đạt được Thiên Đạo có thiếu a. Trương Huyền hơi nheo mắt lại, mặt đầy cảnh giác. Vừa rồi còn cảm thấy, đối phương có phải biến thành người khác hay không, nói đến thư viện, sợ rằng sẽ lần nữa lộ đuôi. Quả thế, thần điện từ trước tới nay cường giả vi tôn, người thắng trận có thể lưu lại ý niệm, khảo hạch người đời tiếp theo vượt quan, người lưu lại một đạo ý niệm, như vậy có hậu nhân tới, cũng có thể khảo hạch tốt hơn. Khổng Sư nói, ý niệm lắc lư, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Loại tình huống này, trước đó Trương Huyền liền gặp được nhiều lần, ý niệm chỉ là một bộ phận thân thể, thường thường sau khi hoàn thành một sứ mệnh sẽ rách nát, hoàn toàn biến mất. Giống như video một lần. Lúc trước ở Danh Sư Đại Lục, mỗi lần nhìn thấy ý niệm Khổng Sư, muốn hỏi thăm tiên thiên thai độc, tên này sẽ trực tiếp rách nát. Còn thần linh chi khí, đại điện tự nhiên sẽ hấp thu một đạo, người rời khỏi cung điện liền có thể đạt được. Lắc lư một cái, ý niệm Khổng Sư biến mất tại nguyên chỗ. Trương Huyền cau mày, trong lòng nhịn không được sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ, thật có Khổng Sư thật cùng Khổng Sư giả? Ý niệm Khổng Sư tiêu tán này, cùng ý niệm ở Danh Sư Đại Lục thấy qua, có phần giống nhau, giữa hai lông mày mang theo ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng, mà ra hỏa ở thần điện cứu hắn, lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ, đây là Khổng Sư thật lưu lại ý niệm, mà vị kia là giả? Nhưng vì sao giả, Thiên Đạo Thư Viện cũng nhìn không ra. Chẳng lẽ thế giới này, trừ bản thân, Khổng Sư, Lạc Nhược Hy cùng Lạc Thất Thất, còn có một diễn hư thể khác? Trước mặc kệ, vị Khổng Sư này đã nói, nắm giữ thần linh chi khí, vậy thì có thể có được. Mặc kệ đối phương là tốt là xấu, chỉ cần thành thần linh, tất cả không tính là cái gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng, tinh thần Trương Huyền khẽ động, lưu lại một đạo ý niệm, bản thân thì lắc người, dọc theo thông đạo đi ra ngoài. Ý niệm lưu ở trong điện, xem như cung điện này công nhận bản thân, lại trở về đã vô cùng đơn giản, rất mau tới đến cổng cung điện, phân thân đang đứng ở bên ngoài bình chướng, cũng không gặp được nguy hiểm. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đi vào trước mặt, xoay người nhìn sang đại điện. Cung điện đồ sộ, vẫn ngăn ở trong vòng xoáy hắc ám, đột nhiên một đạo khí lưu màu vàng óng từ vòng xoáy bắn ra, lơ lửng ở giữa hai cây cột. Cỗ khí lưu này giống như vàng, tỏa ra hào quang chói sáng, còn không có tới gần, liền cho người ta một loại uy áp đến từ linh hồn. Đây là thần linh chi khí. Trước đó vẫn cảm thấy ý niệm Khổng Sư có thể lừa gạt mình hay không, hiện tại xem ra không có. Đạo khí tức này, giống như lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy linh khí thủy ngân, cho người ta một loại áp lực nặng nề, tùy tiện hấp thu, dường như có thể chấn vỡ toàn bộ kinh mạch. Hơn nữa trong đó tán giật ra lực lượng, giống như tranh vẽ trước đó thấy qua, chỉ có thần linh chân chính mới có thể nắm giữ. Nói cách khác, hấp thu thần linh chi khí, bản thân thật có thể thành công đột phá thần linh, đi đến cảnh giới đỉnh phong ở Di Khí Đại Lục. Con mắt sáng lên, hít sâu một hơi, Trương Huyền bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thẳng tắp vọt tới. Còn chưa tới trước mặt, một đạo kiếm mang bất ngờ xuất hiện. Không gian trước mặt giống như bị cắt ra một nửa, xuất hiện một vết rách đen kịt. Thân thể co rụt, Trương Huyền ngừng lại. Đa tạ, ta liền biết, ngươi khẳng định có thể làm được, không nghĩ tới, quả nhiên. Ngay sau đó, một cái kính bất ngờ xuất hiện ở trước mắt, một bàn tay từ đó chui ra, nhẹ nhàng bóp một cái, khí thể màu vàng kim lơ lửng liền bị chộp vào đầu ngón tay, bất kể nhảy lên như thế nào cũng không thể rời khỏi. Vù vù, bình ngọc đặc thù xuất hiện, nhẹ nhàng khẽ bóp, khí thể liền bị thu vào trong bình. Bóng người xoay người lại, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Chính là Khổng Sư. Ngươi không phải Khổng Sư, đến cùng là ai? Trương Huyền híp mắt lại. Trước đó một mực kỳ lạ, vì sao đối phương không xuất hiện, nguyên lai đã sớm ẩn giấu ở trong hư không, chờ đợi bản thân đạt được thần linh chi khí ngư ông đắc lợi. Chỉ bất quá, thời điểm tới, bản thân chuyên môn kiểm tra qua, cũng không phát hiện không gian gấp, đối phương đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Lại làm sao xuyên qua không gian? Mấu chốt nhất là, nếu như ý niệm trong điện là Khổng Sư thật, vị này chính là giả. Như vậy liền có thể giải thích, vì sao truyền tống trận ở dưới Huyền Giang Thành, hắn không biết rõ tình hình, ý niệm Khổng Sư trong cung điện, dường như không biết sự tình mình có Thiên Đạo Thư Viện,
ta không phải Khổng Sư thì là ai? Lão giả trên không lộ ra vẻ dữ tợn. Ta chính là hắn, hơn nữa một mực chính là. Phần phật, trong tiếng gầm giống tức giận, một trường đập xuống. Nơi này khí lưu vốn rất loạn, hắn đập xuống, không gian trong nháy mắt sụp đổ ra từng khe hở, Trương Huyền không dám lao về phía trước, liên tiếp lui về phía sau. Thực lực của hắn quả nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trương Huyền híp mắt lại. Đối phương một trường liền có thể đập nát không gian, thực lực quả nhiên mạnh mẽ hơn không ít. Bất quá trong trường lực của hắn không có trật tự, cũng không có ẩn chứa lực lượng thiên đạo, sử dụng cũng không phải thiên đạo công pháp. Dù mạnh mẽ, nhưng không có thiên võng xuất hiện. Khẳng định là giả. Trong lòng Trương Huyền bừng tỉnh. Khổng sư đã giống như mình, nắm giữ một bộ phận thiên đạo, tự nhiên có thể thi triển ra thiên đạo công pháp. Trước đó chưa thấy qua thiên đạo võ kỹ trừ bản thân, cũng không rõ ràng loại hình dáng nào, vừa rồi ở trong cung điện, ý niệm Khổng sư rõ ràng đã dùng. Có loại thủ đoạn này, lại không dùng ra. Chỉ có một khả năng, tuy vị trước mắt này không thừa nhận, nhưng đúng là giả. Thật, hoàn toàn có thể sử dụng công pháp và võ kỹ thiên đạo, càng thêm cường đại. Trả ta thần linh chi khí. Biết lúc này không phải thời điểm dầu dĩ, đồng thường kiếm xuất hiện, thẳng tắp vọt tới, kiếm võng đồng thời rơi xuống. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Vừa mới lĩnh ngộ chiêu số, lần nữa phát huy ra. Thực lực của đối phương, so với hắn chỉ mạnh không yếu, trước đó thần chi kiếm ý có lẽ không có tác dụng quá lớn, cho nên vừa ra tay, liền thi triển ra tuyệt chiêu cường đại nhất. Hảo kiếm pháp, bất quá bây giờ ta không cùng ngươi tranh đấu, ta muốn đi đột phá thần linh, một khi thành công, thư viện chính là của ta, thế giới này, lại không người có thể ngăn cản ta. Kiếm khí còn chưa tới trước mặt, Khổng sư cười ha ha, thân ảnh nhảy dựng, lần nữa tiến vào kính, thật giống chưa hề xuất hiện qua. Nguy rồi. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Hết chương 3732. Chương 3733. Lại thấy Đỗ Cung Chủ. Khó trách tên này sau khi chạy trốn, liền không có ra tay, vốn cho rằng là nghĩ biện pháp khôi phục lực lượng, không nghĩ tới là đang chờ mình tới, mục đích là thần linh chi khí. Thậm chí có khả năng, đối phương lần đầu tiên bắt bản thân rút ra thiên đạo thư viện, liền biết không có khả năng thành công, cố ý bố cục chờ bản thân tới. Còn vì sao đối phương không xông vào cung điện, khẳng định là có nguyên nhân đặc thù, không thể xông hoặc xông không qua. Vị này là Khổng sư giả mà nói, đạo ý niệm trong cung điện kia là Khổng sư thật lưu lại, người sau nhất định có thủ đoạn gì, không cách nào để cho đối phương đi vào, giống như phân thân vào không được cung điện vậy. Chẳng lẽ, một ý nghĩ xông ra, trong lòng Trương Huyền hơi động, liếc mắt nhìn phân thân cách đó không xa, thấy vẻ mặt hắn kéo kéo. Mảy may không có khó chịu và giác ngộ khi thần điện từ chối, chỉ vì không có trang bức mà cảm thấy tiếc nuối, lúc này mới niêm phong lại đạo ý niệm này, thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, không thể để cho tên kia chạy, một khi thật luyện hóa được thần linh chi khí, sẽ không cách nào đối kháng. Áp chế những suy nghĩ này lại, Trương Huyền lộ ra lo lắng. Vị Khổng sư này, sức chiến đấu so với mình không kém, một khi đột phá, trở thành thần linh chân chính. Đừng nói bản thân không ngăn được, dù nhiều ngụy thần hơn nữa, ở trước mặt đối phương cũng không đáng chú ý. Trước đó thượng thương thiếu hụt lực lượng có thể đột phá, hiện tại có đạo khí thể kia, đột phá đã thành kết cục đã định. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Chỉ là, đối phương xé rách không gian chạy trốn, trước tiên không nói đi nơi nào, chỉ nói bản thân, cũng phải có phương pháp rời đi nơi này mới được. Tế đàn bị kích phá, mất đi thông đạo trở về, vốn đạt được khí thể màu vàng kim. Chỉ cần đột phá thần linh, đồng dạng có thể nhẹ nhõm phá vỡ không gian, mà bây giờ, con đường này triệt để hỏng mất. Vị Khổng sư này có thể xuyên toa không gian, dùng hẳn là huyền kính môn thái huyền kính cùng với phiêu miễu tiên tông phiêu miễu ngoa. Nhớ lại phương pháp vừa rồi đối phương chạy trốn. Phiêu miễu ngoa, dù không phải pháp bảo ngụy thần cảnh, lại có được năng lực đặc thù, có thể để người ta đạp phá không gian, tiến hành xuyên qua, phối hợp thêm thái huyền kính, ngay cả mình cũng không ngăn nổi. Đối phương có thứ này, bản thân không có, không nhanh chóng nghĩ biện pháp, làm không cẩn thận sẽ sinh linh đổ thán. Mặc dù gấp, nhưng trong lòng không hoảng hốt, những ngày này trải qua sự tình, từ từ cân nhắc. Khổng sư ở đây, dành qua chữ thần, tổ sư khai phái của Lăng Vân Kiếm Các cũng ở đây dành qua nửa chữ, chứng minh nơi này mới thật sự là thần điện. Trước đó tiến vào cái kia, có thể là giả. Chưa đi vào cung điện này,
có thể sẽ cho rằng địa phương trước đó bị 10 ngụy thần cảnh vây công là thần điện chân chính, hiện tại xem ra, nơi này mới là. Cái kia, có lẽ chỉ là địa phương vị khổng sư kia cố ý dụ mình vào cục, thậm chí là tổng bộ thông thần điện chân chính. Nếu không, làm sao có thể tùy tiện đi vào không gian gấp? Mà đối phương nói tới tổng bộ thông thần điện, làm sao có khả năng một bóng người cũng không có. Càng trước thời hạn bố trí xong trận pháp có thể bùng nổ. Rõ ràng không phù hợp đạo lý. Nếu như đây là thần điện, như vậy vài ngàn năm trước, chỗ giáp nhau của thông thiên kiều là nơi này, nguyên nhân chính là như vậy, khổng sư cùng tổ sư kiếm các mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Nếu không, hai người này không có tế đàn, thông đạo phá hỏng, làm sao cướp đoạt chữ thần? Làm sao lần nữa trở lại thượng thương, khai tông lập phái? Đây là thần điện mà nói, thông thiên kiều khẳng định tồn tại. Trương Huyền cẩn thận quan sát. Địa phương tế đàn nổ nát, trống không, thật giống như đứng sừng sững ở trong hư không, bốn phía tràn đầy hắc ám, không có nửa điểm sinh cơ. Minh Lý chi nhãn kích hoạt, chung quanh toàn bộ quét một lần, cũng không phát hiện bất cứ dấu vết gì liên quan tới thông thiên kiều. Chẳng lẽ đoán sai? Lại dạo qua một vòng, vẫn không có phát hiện bất kỳ thông đạo, giống như cung điện trước mắt này cô lập lơ lửng ở trong hư không, Trương Huyền bất đắc dĩ, đang không biết như thế nào cho phải, đột nhiên con mắt rơi vào trên cây cột. Hai cây cột này, vừa đến là thấy. Đâm vào hư không, không nhìn thấy cuối cùng, quan trọng còn không biết làm bằng vật liệu gì, ít nhất đều đạt đến ngụy thần cấp, dù sao lấy thực lực của hắn là không cách nào phá hư. Có thể đây chính là thông thiên kiều hay không? Địa phương khác không có thông đạo, đã kiểm tra xong mấy lần, có lẽ hai cây cột không nhìn thấy đầu này, mới là quan trọng. Đi lên xem một chút. Thu phân thân vào chữ vật giới chỉ, thân thể vụt qua, dán chặt cây cột bò lên. Cây cột không biết cao bao nhiêu, Trương Huyền không ngừng lên trên, ngay sau đó nhìn thấy cung điện càng ngày càng nhỏ, cho đến biến thành một điểm tròn. Bò lên hai canh giờ, đột phá một tầng cách ngăn, hư không đen kịt xuất hiện một tia sáng, ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy không gian thoáng cái nghịch chuyển, vốn leo lên trên, trong chốc lát biến thành xuống dưới, cả người đang ôm cây cột, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Loại tình huống này, thời điểm từ Tiếp Thiên Thạch đi vào thông thiên kiều liền trải qua. Thời không khác biệt, cho người cảm giác cũng không giống nhau. Ở thần điện cảm giác là leo lên trên, lúc này xem ra, là xuống dưới, thần điện thực ở phía trên. Quay ngược thân thể lại, nhìn xuống dưới. Một cung điện hùng vĩ xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là, thần điện trước đó tiến vào. Liếc mắt nhìn, Trương Huyền liền nhận ra được. Chính là chỗ quãng thời gian trước thông qua thông thiên kiều đi tới, gặp rất nhiều ngụy thần cảnh, hơn nữa đại chiến, bị khổng sư giả cứu đi. Nguyên lai hai tòa cung điện là liên tiếp. Lúc này mới phát hiện, hai cây cột vừa vặn kết nối ở đỉnh cung điện, trước đó cho rằng chỉ là trang trí, náo loạn hồi lâu, cái cung điện này cũng không phải cuối cùng. Chỉ có dọc theo cây cột bò sát, mới có thể đi vào thần điện chân chính. Vị khổng sư kia, hẳn là trở lại nơi này. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, áp chế khí tức của mình lại, Trương Huyền đi vào trên cung điện. Vị khổng sư giả kia, chính là ở đây cứu mình đi. Nếu như hắn nói không sai, những người trước đó đều là thuộc hạ của hắn. Tòa cung điện này, chính là sào huyệt của đối phương. Đạt được khí thể màu vàng kim, thật muốn đột phá, đoán chừng cũng sẽ ở đây. Nghĩ biện pháp cướp đi khí thể, chỉ cần mình đột phá. Đối phương không đáng để lo. Dọc theo cung điện lặng lẽ tuột xuống, đi vào trong. Cũng không rõ bởi vì biết không người có thể đi vào, hay cảm thấy không người dám xông, trong điện không có an bài hộ vệ. Trương Huyền lặng lẽ tiến vào bên trong. Đại điện mênh mông, dán chặt lấy bức tường, Trương Huyền đi vào trong, đang muốn tìm kiếm vị khổng sư kia ở nơi nào, một hồi tiếng bước chân vang lên. Tông chủ có lệnh, có thể xử tử vị kia. Hai bóng người đi tới, vừa đi vừa trò chuyện. Nơi này cơ bản không người, bọn họ cũng không có gì giấu giếm cùng lo lắng. Xử tử. Đúng vậy, trước đó dùng nàng, là bởi vì muốn mượn lực lượng của nàng, niệm động chú ngữ. Kích hoạt tế đàn, hiện tại chỉ cần tông chủ đột phá thần linh, không cần tế đàn cũng có năng lực làm được bất cứ chuyện gì. Nàng sống hay chết, ý nghĩa đã không lớn. Này cũng phải, một khi tông chủ thành thần, chúng ta khẳng định được không ít chỗ tốt, ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ cũng có cơ hội. Phải, nhanh động thủ đi. Âm thanh thảo luận càng ngày càng xa. Đọc chú ngữ, kích hoạt tế đàn, chẳng lẽ là, Đỗ cung chủ? Trương Huyền nhíu mày. Đỗ cung chủ bị bắt.
Lần trước nhìn thấy dường như ngay ở trong cung điện này, xem ra vẫn ở đây. Hơn nữa nghe giọng nói của đối phương, đã định xuống tay với nàng. Trước tiên cứu người lại nói. Trương Huyền híp mắt lại, chẳng muốn phí lời, nhẹ nhàng vụt qua, đã đi tới sau lưng hai người, đồng thường kiếm vung vẩy. Kiếm mang di tán. Phốc, phốc. Hai ngụy thần cảnh ngay cả phản ứng cũng không kịp, đầu đồng loạt rơi trên mặt đất, đồng thời thi thể bị thu vào chữ vật giới chỉ. Thời điểm tiên quân đỉnh phong, ngụy thần phổ thông, một kiếm liền có thể tùy tiện đánh giết, giờ phút này không những đột phá, càng sáng tạo ra kiếm thuật vượt qua thiên đạo, đánh lén giết người, dễ như trở bàn tay, không có làm ra một tia động tĩnh, thậm chí ngay cả sóng linh khí cũng không có chấn động ra. Chém giết hai cái này, biến hóa thành hình dáng một người trong đó, bàn tay chảo một cái, mặc y phục của đối phương lên người, bất luận nhìn thế nào, cũng giống nhau như đúc, tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Ngụy trang xong xuôi, Trương Huyền nhấc chân tiếp tục đi đến phía trước. Tuy cung điện này rộng lớn, điện lại không nhiều, phương hướng đối phương đi lại chỉ còn 1/10, dù không thẩm vấn, cũng biết Đỗ cung chủ bị giam giữ ở nơi nào. Thẳng tắp tiến lên, quả nhiên thấy một gian phòng phong bế xuất hiện, cổ tay khẽ đảo, chìa khóa xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở ra, đẩy cửa đi vào. Ngay sau đó nhìn thấy một phụ nhân, trên tay chân đều mang xích sắt ngồi trong phòng, đầu tóc rối bời. Tinh thần uể oải suy sụp, khí tức cũng hết sức yếu ớt, bị thương rất nặng. Thời khắc này Đỗ Thanh Diên đã tỉnh táo lại, cùng trước đó nhìn thấy thần trí mơ hồ, hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn giết ta sao? Thấy Trương Huyền đi vào, còn tưởng rằng là ngụy thần của đối phương, trên mặt Đỗ Thanh Diên không lộ vẻ gì, dường như đã biết kết quả. Trương Huyền không có trả lời, trở tay đóng cửa lại. Động thủ đi, tế đàn bị hủy, ta liền biết đã không còn giá trị. Khẳng định chỉ có một con đường chết. Đỗ Thanh Diên hừ lạnh. Tế đàn là bảo vật nàng luyện hóa, phá đi, tự nhiên có thể cảm ứng được. Đối phương bắt mình mục đích là vì sử dụng tế đàn, hiện tại ngay cả món bảo vật này cũng hỏng, không cần nghĩ, giờ chết sắp tới, không có lý do sống tiếp. Đã phải chết, nhưng hy vọng có thể cho cái thể diện. Vẻ mặt Đỗ Thanh Diên có phần cô đơn. Không nghĩ tới tung hoành thiên hạ cả đời, cuối cùng chết ở trong căn phòng nhỏ như vậy. Bàn tay nâng lên, châm cài tóc mở ra, dùng tay vuốt vuốt mái tóc đen nhánh, hơi sửa sang lại quần áo một chút, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Trương Huyền. Động thủ đi. Nói xong, hai tay chắp sau lưng, nhắm mắt đợi chết, ngay thời điểm nàng cảm thấy, khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi, bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Đỗ cung chủ ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Vội vàng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy ngụy thần trước mắt biến hóa hình dáng. Thành một thanh niên chừng 20 tuổi. Trương Huyền. Thân thể Đỗ Thanh Diên cứng đờ, kích động run rẩy lên. Hết chương 3733. Chương 3734. Tổng bộ thông thần điện. Vị thanh niên này, nàng lần đầu tiên biết, là từ trong miệng linh thần. Lúc đó vốn kỳ lạ, một tiểu tử hạ giới, có tài đức gì được linh thần yêu ái, thậm chí trở thành người yêu của nàng. Về sau thần dung hoàng triệu hoán. Mượn cơ hội ý niệm giáng lâm, tuy vẫn cảm thấy không quá xuất sắc, nhưng cũng xem như đồng ý cử động của đối phương, lúc này mới mang một thần đi lên. Lại về sau, biết được đối phương đi vào di khí đại lục, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn trở thành tông chủ Lăng Vân kiếm các, không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Giờ mới hiểu được, vì sao linh thần có thể coi trọng đối phương. Chạy tới tìm kiếm, lại hoàn mỹ bỏ lỡ. Lại về sau, thông thần điện bức bách. Bản thân mang theo tế đàn sử dụng các loại phương pháp chạy trốn, ai nghĩ đến vẫn bị khổng điện chủ phát hiện, cuối cùng bị bắt tới nơi này. Còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại, không nghĩ tới. Đối phương vậy mà đi tới nơi này, hơn nữa ngụy trang thành ngụy thần của đối phương. Trương Huyền mỉm cười, đồng thường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Còn xin Đỗ cung chủ lui ra phía sau. Đỗ Thanh Diên biết không phải là thời điểm ôn chuyện, lui về phía sau một bước, cổ tay nâng lên. Trương Huyền hít sâu một hơi, trường kiếm run lên, kiếm khí gào thét. Đinh 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 đinh. Liên tục 4 tiếng, xích sắt cùng vòng chân toàn bộ bị chém đứt, rơi trên mặt đất. Thứ này có thể vây khốn ngụy thần, mặc dù không có đến ngụy thần cảnh, nhưng cũng không sai biệt lắm, bất quá lấy thực lực của Trương Huyền thời khắc này, vũ khí ngụy thần cảnh, phá vỡ cũng không khó khăn. Uống đi. Chặt đứt xích sắt, lấy ra một bình nước tắm tiểu hoàng kê đưa tới. Đỗ Thanh Diên há miệng uống xong, một lát sau đôi mắt thanh tú trợn tròn. Thương thế trên người nàng như thế nào, lòng dạ nàng biết rõ,
lại thêm đại nạn sắp tới, vốn cho rằng tu vi không sai biệt lắm phế bỏ, không còn khả năng khôi phục, nằm mơ cũng không nghĩ đến, một bình nước của đối phương liền giải quyết tất cả vấn đề, thân thể triệt để khôi phục. Trương Huyền nói, không kịp giải thích, đi nhanh một chút đi. Tốt, Đỗ Thanh Diên cũng biết, nơi này tuyệt không phải địa phương giải thích, tiên lực vận chuyển, dọn dẹp sạch sẽ chật vật trên người, khôi phục dung mạo xinh đẹp lúc trước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo ở phía sau. Thấy nữ nhân này, ở tình huống như thế còn làm đẹp, Trương Huyền bất đắc dĩ, đẩy cửa ra khỏi phòng. Bốn phía vẫn trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Người cứu ra, chẳng muốn tiếp tục ngụy trang, khôi phục dung mạo vốn có, tiếp tục đi tới. Bên kia mới là lối ra. Đỗ Thanh Diên nhíu mày. Càng vào trong, nguy hiểm sẽ càng lớn, Trương Huyền khả năng không biết thực lực của Khổng Điện Chủ, nhưng nàng rất rõ ràng, cùng cấp bậc vô địch, có thể so với thần linh. Không chỉ như vậy, thuộc hạ còn có hơn 10 vị ngụy thần cảnh, một khi bị phát hiện, còn muốn trốn liền không kịp. Trước không sốt ruột tìm lối ra, tìm được Khổng Điện Chủ kia lại nói. Trương Huyền cười cười, nắm giữ phân thân, lại lĩnh ngộ thiên nhược hữu tình, chỉ cần vị khổng sư kia chưa đột phá đến thần linh, chính diện đối mặt cũng không sợ, càng không cần để ý tiểu lâu la khác. Vừa rồi ngụy trang, là sợ bị người phát hiện dẫn tới náo động, trước giết Đỗ cung chủ, hoặc cầm nàng làm con tin. Không còn phần lo lắng này, thì không có sợ hãi. Tìm Khổng Điện Chủ. Đỗ Thanh Diên giật nảy mình. Chúng ta không phải đối thủ. Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó một giọng nghi ngờ truyền tới. Ngươi là ai? A hát, là Đỗ cung chủ, tại sao đi ra, người đâu? Âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện. Siêu siêu siêu. Tiếng gió rít gào, bóng người liên tiếp xuất hiện ở phía trước cùng đằng sau, tất cả đường đi toàn bộ phong tỏa. 13 ngụy thần. Thân thể mềm mại rung rẩy, Đỗ Thanh Diên thiếu chút nữa ngất đi. Vừa rồi nếu lặng lẽ chạy trốn liền không sao, cái tên này nhất định muốn tìm Khổng Điện Chủ. Hiện tại tốt, 13 vị ngụy thần, cả đám đều không kém mình, thế thì còn đánh như thế nào? Trở về từ cõi chết, vừa cảm thấy vui mừng, thời gian nháy mắt lại lâm vào tuyệt vọng. Linh thần, người cũng không có nói qua, người ưa thích này không đáng tin cậy như vậy. Nguyên lai là Trương Tông Chủ, đã tới, cũng đừng đi. Trong đám người, một ngụy thần nhận ra được, ánh mắt sáng lên, những người khác cũng lộ ra vẻ hừng hực. Tông chủ coi trọng Trương Huyền, bọn họ biết rất rõ ràng, nếu như có thể bắt được, ban thưởng lớn, cả đời hưởng dụng bất tận. Dầm. Rất nhiều ngụy thần, mỗi người lấy ra vũ khí, trong nháy mắt đại điện sát khí sôi trào. Lông tơ toàn thân nổ lên, sống lưng của Đỗ Thanh Diên dán tới. Thực lực của ta, nhiều nhất chỉ có thể chống lại hai cái. Vừa rồi ta xem, có thể từ phía trước kéo ra lỗ hổng, người nghĩ biện pháp chạy trốn. Ta khẳng định là đi không nổi. Dù thương thế khôi phục, nhưng nhận tổn thương quá lớn, trên linh hồn còn không có triệt để khôi phục, lại thêm tế đàn bị hủy, thủ đoạn mạnh nhất mất đi. Có thể thoáng cái chặn lại hai vị cường giả cùng cấp bậc, đã rất không tệ. Trốn. Đúng vậy, người có thể tới cứu ta, đã rất cảm kích, bất quá. Trục tinh cung còn cần ngươi, đại lục cũng cần ngươi. Ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tính. Ánh mắt Đỗ Thanh Diên lộ ra kiên quyết. Cái này, ta dường như không có hành động theo cảm tính a. Thấy bộ dáng này của nàng, Trương Huyền cười khổ lắc đầu. Mọi người cùng nhau động thủ, tông chủ trở về, nhìn thấy chúng ta bắt sống vị này, khẳng định sẽ ngợi khen. Thấy hai người đối mặt vây công, không những không trốn, còn lặng lẽ nói thầm, ngụy thần cầm đầu hét lớn một tiếng. Phần phật. Đám người cũng kìm nén không được, đồng loạt động thủ. Siêu 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 siêu. Từng đạo lực lượng từ bốn phương tám hướng ngang dọc đến, tựa như lồng giam, chớp mắt bao phủ ở trong cung điện, phong tỏa tất cả con đường có thể chạy trốn. Trương Huyền, đi mau. Không nghĩ tới những người này vừa ra tay liền phối hợp tốt như vậy, thông đạo vừa rồi để ý bị phong tỏa ngăn cản, con mắt Đỗ Thanh Diên đỏ lên, hét lớn một tiếng, tay ngọc khẽ đảo, muốn xông tới. Trước mắt đột nhiên hoa một cái, lực lượng đầy trời biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó nhìn thấy Trương Huyền chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện trong đám người, nắm cái cổ một người, xách hắn ở trong lòng bàn tay, chậm rãi đi tới. Khổng Điện Chủ của các ngươi ở đâu? Chính là thủ lĩnh gào to muốn giết người kia. Hắn, đi ra ngoài. Thủ lĩnh đầu đầy mồ hôi, không ngừng run rẩy. Không ở đây. Trương Huyền nhíu mày. Còn tưởng rằng khổng sư ở đây.
nghĩ biện pháp cướp khí thể về, không ở đây. Vậy đi chỗ nào? Một khi tùy ý đối phương hấp thu, thành tựu thần linh, kết quả thiết tưởng không chịu nổi, thật sự không có cách nào đối phó. Ta không tin ngươi. Nhẹ nhàng bóp một cái, thủ lĩnh cắt đứt hô hấp, đồng thời một đạo ý niệm của Trương Huyền lan ra, một lát sau, nhíu mày. Thật đúng là không ở đây. Đối phương nói, hắn tự nhiên không tin, nên tiến hành siêu hồn. Kết quả giống như đối phương nói, vị khổng điện chủ này, từ khi vừa rồi rời khỏi, lại không có trở về. Bên này Trương Huyền không vui, cách đó không xa Đỗ Thanh Diên trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt khó tin. Vừa rồi đám người kia còn đằng đằng sát khí muốn xuất thủ, cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao? Một cái nháy mắt, thủ lĩnh đã bị bắt tới giết. Mấu chốt nhất là, đám người bốn phía, vì sao không có một cái xông tới? Bọn họ, Đỗ Thanh Diên nhìn không được chỉ đi. Chỉ thấy 12 ngụy thần cảnh mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí, tất cả đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trong ánh mắt để lộ ra kinh hoàng, giống như nhìn thấy chuyện gì đáng sợ nhất. Làm sao vậy? Ném thi thể thủ lĩnh xuống, Trương Huyền lấy khăn lau tay. Sao bọn họ không xông lại? Đỗ Thanh Diên nói. Bọn họ đều đã bị ta giết, đương nhiên sẽ không xông lại. Trương Huyền nhìn không được cười lên. Còn tưởng là chuyện gì, nguyên lai là cái này. Đối phương đã ra tay, hắn cũng không lưu tình, thi triển tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết, hầu như không chút tiêu hao thời gian, 12 người cũng đã cắt đứt hô hấp. Còn vị thủ lĩnh kia, là cố ý hạ thủ lưu tình, muốn hỏi thăm chuyện. Chết rồi. Đỗ Thanh Diên ngẩn ngơ, đi vào trước mặt một vị ngụy thần, nhẹ nhàng đụng một cái. Phù phù. Thi thể té ngã trên đất. Mặt đất chấn động, 11 vị còn lại cũng đồng loạt ngã sấp xuống. Đỗ Thanh Diên dùng sức bấm cánh tay, cảm thấy có phải nhìn lầm hay không. Lúc nào ra tay? Làm sao ra tay? 13 ngụy thần, trong nháy mắt toàn bộ chém giết. Đến cùng làm sao làm được? Cái tên này thật chỉ đến di khí đại lục chừng một tháng. Tu luyện thế nào? Cảm giác ngực đau nhức. Trước đó còn cảm thấy, đối phương cùng linh thần chênh lệch quá lớn, không xứng với đối phương, một tháng liền từ cổ thánh tứ trọng tu luyện tới loại cảnh giới này, ngụy thần cũng không phải đối thủ. Có phải lại qua một tháng nữa, liền mạnh mẽ giống như linh thần? Làm sao cảm giác mình tu luyện, ở trước mặt đối phương, giống như rùa đang bò vậy? Chờ một lát, quay đầu nhìn về phía thanh niên, muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có loại năng lực nào, chỉ thấy đối phương mặt vui vẻ lần lượt đi vào trước mặt mỗi một thi thể ngụy thần cảnh, lấy chữ vật giới chỉ trong tay bọn hắn. Lấy xong, cũng thu sạch thi thể vào chữ vật giới chỉ. Cũng không tệ lắm, không nghĩ tới đan dược liền đủ. Người thông thần điện quả nhiên có tiền. Xem xong tất cả, con mắt Trương Huyền sáng lên. Trước đó còn dầu dĩ đi đâu tìm kiếm 70 viên nguyên lực đan tuyệt phẩm còn lại, không nghĩ tới ở đây giết chết 15 ngụy thần cảnh, đồ vật không những gom góp, còn nhiều hơn ra mấy chục viên. Người thông thần điện thật là giàu có. Khổng điện chủ không ở đây, cũng không có gì nguy hiểm, người chờ ở chỗ này, ta đi địa phương khác nhìn một chút. Không nói thêm lời, Trương Huyền nhẹ nhàng vụt qua, biến mất tại nguyên chỗ. Đi địa phương khác nhìn một chút, nhìn cái gì? Đỗ Thanh Diên không biết làm sao. Mặc kệ Đỗ cung chủ mê hoặc, Trương Huyền dọc theo thông đạo cung điện, đi tới gian phòng tận cùng bên trong. Thông qua vừa rồi siêu hồn, đã xác nhận nơi này thật là tổng bộ thông thần điện, mà trước đó khổng sư mang hắn đến, chỉ là một phân điện mà thôi. Nếu là tổng bộ, khẳng định nắm giữ không ít bảo vật, tới cũng đã tới, khổng sư cướp đi khí thể màu vàng kim của hắn, bất kể nói thế nào, cũng phải bổ sung thoáng cái, không thể ăn không cái thua thiệt này. Cho nên vừa rồi siêu hồn, chuyên môn nhìn, quả nhiên phát hiện tổng bộ thông thần điện có tàng bảo khố. Mà bây giờ muốn đi, cũng chính là nơi này. Hết chương 3734. Chương 3735, trở lại trục tinh cung. Căn cứ trí nhớ siêu hồn, một đường tiến lên. Trong đại điện này trừ ngụy thần cảnh, cũng không có tu luyện giả khác, vừa rồi đã chém giết toàn bộ, nên không còn nguy hiểm, còn trong đó bố trí trận pháp. Ở trước mặt hắn càng không đáng giá nhắc tới. Chính là chỗ này. Xác nhận địa phương, Trương Huyền mỉm cười, đồng thường kiếm run lên. Răng rắc. Đại môn mở ra, lập tức thấy được một không gian gấp. Các loại bảo vật lơ lửng ở trong đó, nhiều vô số kể. Rầm. Mới đi vào, vô số đạo kiếm khí, đao khí cùng với các loại binh khí phá không đến, muốn chém giết hắn.
Biết là linh tính của những binh khí này, Trương Huyền cũng không tránh né, xuyên qua trong đó. Đinh 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 đinh, các loại binh khí vang lên liên tiếp. Sau 10 phút, Trương Huyền nhìn vũ khí đầy đất, hai mắt sáng lên. Không hổ là tàng bảo khố của Tổng bộ Thông Thần Điện, vũ khí ngụy thần cảnh đạt đến 30 kiện, tiên quân cảnh càng vô số kể, chừng 200. Loại số lượng này, chỉ sợ vũ khí của toàn bộ di khí đại lục cộng lại cũng không có. Cũng không biết là Thông Thần Điện nhiều năm như vậy để giành được, hay là từ thần điện cướp đoạt đến, dù sao hiện tại là tiện nghi hắn, thành đồ vật của hắn rồi. Nhẹ nhàng vồ một cái, thu sạch binh khí vào nhẫn. Trước mắt một đống lớn bình ngọc xuất hiện, các loại đan dược tùy tiện bay lượn, giống như một đám chim sẻ. Tất cả đều là đan dược tiên quân cấp, cũng có công hiệu với ngụy thần, tiên nguyên đan tuyệt phẩm chừng hơn 1.000 viên. Một đường quét ngang, có thể thu đều thu sạch, tràn đầy ba cái chữ vật giới chỉ, lúc này mới quét dọn sạch sẽ tàng bảo khố. Trước để tu vi đột phá đến ngụy thần đỉnh phong lại nói. Làm xong những cái này, cũng không sốt ruột rời khỏi, khoanh chân ngồi xuống. Tinh thần khẽ động, đi vào Xuân Thu Đại Điển, các loại tiên nguyên đan, đan dược trợ cấp linh khí, không ngừng nhét vào trong miệng. Trương Huyền chưa hề cảm thấy bản thân xa hoa qua như vậy. Mấy hơi thở sau, Trương Huyền đứng dậy. Giờ phút này, không chỉ tu vi đạt đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, còn thừa dịp thời gian dư thừa, củng cố tu vi thoáng cái, lúc này chân chính được cho là đỉnh phong nhất của toàn bộ di khí đại lục. Chỉ cần vị khổng sư kia không đột phá, hắn có tự tin, cùng đối phương chiến một trận, mà không rơi vào thế hạ phong. Đi ra tàng bảo khố, tìm tới Đỗ Thanh Diên. Thời khắc này Đỗ Cung Chủ vẫn không có từ vừa rồi khiếp sợ tỉnh táo lại, vẻ mặt mê man, thật giống như nằm mơ. Đỗ Cung Chủ, có biết làm sao trở lại Trục Tinh Cung không? Đánh gãy nàng mê man, Trương Huyền hỏi. Lần trước hắn đến, là mượn Thông Thiên Kiều, từng bước một đi tới, lúc trở về, bị vị khổng sư kia mang theo, mượn lực lượng phiêu miễu ngoa phá vỡ không gian. Nói cách khác, trừ Thông Thiên Kiều, cũng không biết từ nơi này nên làm sao trở về. Bất quá hắn không biết, vị trước mắt này khả năng rõ ràng. Dù sao thời điểm nàng bị mang tới, Thông Thiên Kiều còn không có mở ra. Ta là bị Khổng Điện Chủ đưa đến nơi này, tuy lúc ấy bị phong ấn tu vi, không cách nào động đậy, nhưng vẫn đoán được một ít. Chần chờ một chút, Đỗ Cung Chủ nói. Hẳn là thông qua Thông Thần Ngọc Phù tới chỗ này. Thông Thần Ngọc Phù. Trương Huyền cau mày. Thứ này, nhiều nhất để cho ý thức người ta đi vào Thông Thần Điện, chẳng lẽ còn có thể truyền tống người đi qua? Đúng, đừng nhìn thứ này nhỏ, lại cực kỳ bí ẩn, nếu không ngươi mua sắm đồ vật, không có khả năng tùy tiện đi vào trong tay ngươi. Đỗ Cung Chủ nói. Trương Huyền gật đầu. Đối phương nói không sai. Mua sắm đồ vật ở trong Thông Thần Điện, chỉ cần muốn lấy ra, một đạo ý niệm, đồ vật liền có thể xuất hiện ở phía trước, bản thân liền là không gian truyền tống. Hẳn là thái huyền kính của huyền kính môn, thứ này có thể bắt linh hồn của người đi vào kính, cũng có thể biến đồ vật trong gương thành vật thật. Bản thân Thông Thần Điện chỉ là ý niệm đi vào, nhưng mỗi phân điện đều giống cung điện chân chính như đúc. Nói cách khác, tuy ở trong mắt chúng ta có giả lập, phân chia chân thực, nhưng ở trong thái huyền kính, không có cái gì khác nhau. Đỗ Thanh Diên nói, ở trong Thông Thần Điện, mỗi cung điện giả lập đều hoàn toàn tương đồng thực tế, nguyên nhân chính là như vậy, không ít người tiến vào bên trong, có loại cảm giác không phân rõ hiện thực hay giả lập. Sử dụng thái huyền kính chiếu rọi Thông Thần Điện giả lập, sau đó lại sử dụng kính này chiếu rọi bản thân, liền có thể thông qua kính xuyên qua bất kỳ một phân bộ nào của Thông Thần Điện. Trương Huyền chấn động. Khó trách vị khổng sư này nhất định muốn đạt được phiêu miễu ngoa, thái huyền kính cùng với tế đàn. Ba loại này quả nhiên có uy lực không tầm thường. Kính phản chiếu ra một người, giống như phản chiếu ra một ảnh chụp hoàn mỹ, là không cách nào phân biệt. Thái huyền kính có thể mượn loại năng lực kỳ lạ này, để cho người ta tiến hành xuyên qua không gian. Quả thực khó tin. Trương Huyền nói. Nhưng hiện tại trong tay chúng ta không có thái huyền kính. Không có thái huyền kính, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Là không có thái huyền kính, nhưng chúng ta có thể chứa đựng người trong không gian gấp, mượn Thông Thần Ngọc Phù truyền tống. Đỗ Cung Chủ nói. Trương Huyền vỗ trán một cái. Bản thân làm sao không nghĩ tới. Chỉ là không gian gấp có thể chứa sinh mệnh, không dễ dàng như vậy. Đỗ Cung Chủ nói. Tuy có biện pháp, nhưng chưa hẳn có thể thực hiện. Loại không gian gấp này, không đơn giản như tưởng tượng. Nếu không chỉ cần 6 đại tông môn truyền tống liền có thể làm được,
không đến mức ngồi thánh thú phi hành rất nhiều ngày. Hơn nữa mấu chốt nhất là, loại truyền tống này, khống chế ở trong tay thông thần điện, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng rơi vào không gian loạn lưu, không cách nào trở về. Đổi lại thời gian khác, quả thực không dễ dàng, nhưng ở nơi này không khó. Ngươi chờ một lát. Trương Huyền cười một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Làm ra không gian gấp có thể chứa đựng sinh mệnh, danh sư đại lục rất dễ dàng, nơi này liền khó khăn. Nếu không hoàn toàn có thể mang đám người cha mẹ ở danh sư đại lục tới. Nhưng hắn làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Vừa rồi tàng bảo khố kia, có vẻ như chính là không gian gấp, hơn nữa không chỉ có thể chứa đựng bảo vật, còn có thể chứa đựng người ở trong đó. Rất mau tới đến trước mặt, tiên lực tuôn trào, bỗng nhiên bắt tới. Ầm ầm, cung điện lay động, không gian gấp của tàng bảo khố không ngừng thu nhỏ, rơi vào lòng bàn tay. Tu vi đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, so với khổng sư năm đó cũng không kém chút nào, cái không gian gấp này, dù rất lợi hại, nhưng vẫn có thể tùy ý khống chế. Vù vù, lấy ra một chữ vật giới chỉ, Trương Huyền phong ấn tốt không gian gấp để vào trong đó. Đỗ cung chủ, người đi vào trước đi. Đỗ Thanh Diên gật đầu, tinh thần thả lỏng. Sau một khắc, biến mất tại chỗ. Sau khi thu nàng vào, Trương Huyền không sốt ruột đi vào, mà lấy ra một thông thần ngọc phù, ý niệm đi vào. Nơi này là tổng bộ thông thần điện, tuy ở đại lục tìm không thấy, nhưng vẫn có thể đi vào thông thần điện giả lập, liên hệ tất cả mọi người ở trên đại lục. Thời gian không dài, Hàn Kiếm Thu xuất hiện ở phía trước. Tông chủ, người bên kia thế nào rồi? Không có sao chứ? Thấy hắn xuất hiện ở thông thần điện, Hàn Kiếm Thu thở phào nhẹ nhõm. Vị trước mắt này, thông qua truyền tống, tế đàn liền bị phá hủy, bọn họ ở trục tinh cung tràn đầy lo lắng, sợ xuất hiện vấn đề gì, giờ phút này nhìn thấy người mới yên lòng lại. Ta không sao, hiện tại ta đấu giá một chữ vật giới chỉ, người mua qua, sau đó ở trục tinh cung thông thần điện lấy đồ vật ra. Trương Huyền nói, tốt, tuy không biết mục đích của hắn, nhưng Hàn Kiếm Thu vẫn gật đầu. Ừm, giao phó xong, Trương Huyền lui ra thông thần điện, treo chữ vật giới chỉ ẩn chứa không gian gấp ở thông thần điện đấu giá, bản thân thì khẽ đảo cổ tay, một mực ngồi giao long xuất hiện ở phía trước. Đây là thông thần ngọc phù chống không, ngươi cầm, chờ đợi ở đây không nên rời đi, một khi ta tìm ngươi, lập tức xuất hiện. Trương Huyền nói, giao long đã đến ngụy thần cảnh, cũng có thể đi vào thông thần điện, hơn nữa ý niệm ngụy trang thành hình dáng nhân loại. Tuy muốn mau chóng trở về, nhưng cũng phải cân nhắc vấn đề làm sao trở về. Giao long ở lại chỗ này, chỉ cần lần này có thể thuận lợi trở về, cũng có thể dùng phương pháp tương tự, lần nữa truyền tống người về tới. Vâng, rõ ràng mục đích của chủ nhân, giao long gật đầu. Còn có, tốt nhất giấu đi, chớ bị người phát hiện, ta sợ khổng điện chủ lại còn trở về. Vừa định đi vào không gian gấp, Trương Huyền nói. Giao long lên tiếng, nhẹ nhàng vụt qua, chỉ còn dài bằng ngón cái. Cái tên này, dài vài trăm mét quả thực rất dễ dàng phát hiện, nhưng chỉ lớn như vậy, ở trong cung điện muốn tìm được, liền không quá dễ dàng. Giao phó xong, Trương Huyền đi vào không gian gấp, giao long ở trên ngọc phù nhẹ nhàng điểm một cái, chữ vật giới chỉ lập tức biến mất. Sau một khắc, từ một ngọc phù khác ánh sáng lấp lóe, nhẫn bất ngờ xuất hiện. Vù vù, Trương Huyền từ không gian gấp chui ra, nhìn thấy đám người Hàn Kiếm Thu xuất hiện ở trước mắt, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy kích động. Quả nhiên có thể thực hiện. Vốn đang cho rằng, chỉ là phương pháp trong lý luận, không nghĩ tới quả nhiên có thể làm được. Chỉ bất quá muốn hoàn thành, quả thực không có đơn giản như vậy, cần đồng thời thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất, không gian gấp có thể chứa đựng người. Thứ hai, địa phương xuất phát cùng địa phương đến, phải có người đáng tín nhiệm, nếu không. Một khi chữ vật giới chỉ sụp đổ, bên trong bất luận là người hay vật, cơ bản đều sẽ bị lưu đày ở trong không gian loạn lưu, không rõ sống chết. Thứ ba, thông thần điện không có phát giác. Hai cái trước vô cùng đơn giản, chủ yếu là cái thứ ba. Chỉ là bán ra, mua sắm chữ vật giới chỉ, không có người sẽ chú ý, nhưng nếu sử dụng nhiều lần, rất dễ dàng dẫn tới phiền phức. Giống như trên mạng mua sắm đồ vật, thông thần điện trên thực tế chính là hậu cần, muốn ngăn cản. Nửa đường chặn lại, căn bản không đến được trong tay người mua. Bất quá, chỉ ít hiện tại thành công, hơn nữa bên thông thần điện hẳn còn không có phát hiện. Dù sao giao dịch chữ vật giới chỉ, mỗi ngày đều có mấy trăm, mấy ngàn lần, rất khó dẫn tới nghi ngờ. Lão sư, thấy hắn xuất hiện,
đám người Triệu Nhã đi tới trước mặt, từng cái tràn đầy kích động. Nhìn thấy đám đồ đệ đi tới trước mặt, Trương Huyền nhịn không được sững sờ. Các ngươi đều đi đến tiên quân, làm sao nhanh như vậy? Trước khi rời đi, đám người Triệu Nhã mới chân tiên, vậy mà cả đám đều đạt đến tiên quân đỉnh phong, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Lúc này mới bao lâu? Không cần nhanh như vậy chứ. Hết chương 3735. Chương 3736. Trương Huyền lại giảng bài. Từ trước đến nay, Trương Huyền cảm thấy tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, nhưng từ cổ thánh tứ trọng, đi đến tiên quân, đã trải qua hơn nửa tháng, trong đó bỏ ra gian khổ và mồ hôi, càng không cần nói cũng biết. Có thể nói, một bước một cái dấu chân, quá khó khăn. 11 đệ tử này, cho dù trước thời hạn đạt được công pháp thiên đạo tinh giản, có đầy đủ nguyên lực đan, nhưng lúc này mới bao lâu, liền từ chân tiên đi đến tiên quân đỉnh phong. Mấy canh giờ? Bao lâu? Không nên nhanh như vậy à? Đã không nhanh, lão sư đi rồi, chúng ta tu luyện tiếp cận một tháng mới đạt tới loại này cấp bậc. Triệu Nhã nói. Một tháng? Trương Huyền cau mày. Không có thời gian dài như vậy chứ. Tốc độ chảy thời gian ở thần điện cùng di khí đại lục chênh lệch gấp 10 lần, một tháng, 30 ngày, 360 canh giờ, tương đương với 36 canh giờ. Thời gian ở thần điện, bản thân tính toán qua, tính toán đâu ra đấy không cao hơn một canh giờ, thông thần điện không cao hơn 2 canh giờ, coi như leo trèo cây cột hơn 2 canh giờ thêm vào, tổng cộng cũng chỉ có 5 canh giờ mà thôi. Khoảng cách 36 canh giờ, chênh lệch cực xa. Trừ khi, trong lòng hơi động, một ý nghĩ toát ra. Tốc độ thời gian trôi qua ở thần điện, là 1/10 thông thần điện, nói cách khác, là 1/100 của thượng thương. Nếu như tốc độ thời gian trôi qua của thần điện càng thêm chậm chạp, là 1/100 thượng thương mà nói, liền có thể nói còn nghe được. Thần điện một canh giờ, leo trèo cây cột 2 canh giờ, thì tương đương với thượng thương hơn 300 canh giờ, thông thần điện 2 canh giờ, tương đương với 20 giờ. Chuyển đổi thoáng cái, đã vượt qua 320 canh giờ, quả thực không sai biệt lắm, tiếp cận một tháng. Tốc độ chảy thời gian của thần điện chân chính, là 1/100 của thượng thương. Chẳng lẽ tốc độ thời gian trôi qua của thần giới chậm như vậy? Nếu thực như thế, cũng quá đáng sợ. Thời gian chảy cũng không phải càng nhanh càng lợi hại, ngược lại là càng chậm càng củng cố. Đổ xuống sông xuống biển, tảng đá tốc độ càng nhanh, ở trên mặt nước nổi lên thời gian càng dài, tốc độ chậm, ngược lại dễ dàng chìm xuống, trừ Pekahi ở trong thủy ngân. Thời không, thời gian cùng không gian là không thể chia cắt. Nếu thời gian chảy ở thần giới là 1/100 thượng thương, như vậy trình độ chắc chắn không gian, chỉ sợ cũng là gấp trăm lần. So ra thế giới vi mô, nếu trên nguyên tử có thể có sinh mệnh, đối phương cũng có thể cảm ứng thời gian, như vậy khẳng định sẽ cùng nhân loại cảm ứng hoàn toàn khác biệt. Chúng ta cho là một giây, khả năng trong mắt nó là một thế kỷ, hoặc càng lâu, lâu đến đủ có thể khiến một ái văn minh từ sinh ra đến hủy diệt. Cho nên, thời gian trôi qua càng chậm, không gian liền càng củng cố, trong đó sinh tồn sinh mệnh càng cường đại. Mới có câu trên trời một ngày, hạ giới một năm. Chênh lệch 365 lần. Nếu thần giới thực như thế, chỉ sợ thần linh so tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nói cách khác, vị khổng sư kia thật muốn đột phá thành công, thực lực so với dự liệu sẽ mạnh hơn, khó đối phó hơn. Trương Huyền lắc đầu, dứt bỏ chuyện này, lần nữa nhìn về phía các đệ tử. Tiếp cận một tháng, nắm giữ công pháp thiên đạo tinh giản thêm vào đủ tài nguyên, lại thêm đám người Triệu Nhã thể chất đặc thù, từ chân tiên đến tiên quân đỉnh phong, vẫn có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Đều ở nơi này ngồi xuống, ta nói cho các ngươi một chút ngụy thần cảnh cùng thần chi ý cảnh. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Hiện tại loại tình huống này, tiên quân đỉnh phong không có tác dụng quá lớn, có thể giúp mình, chỉ có ngụy thần. Nếu đã tiếp cận, vậy thì giúp một tay. Ở thần điện, lĩnh ngộ 6 loại thần chi ý cảnh, thêm vào thần chi kiếm ý, hết thảy 7 loại, chỉ cần những đệ tử này có thể học được tùy ý một đạo tinh túy, đột phá ngụy thần đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Vâng, nghe được lão sư muốn giảng bài, rất nhiều đệ tử tràn đầy hưng phấn ngồi xuống. Đám người Hàn Kiếm Thu vốn định rời khỏi, thấy mọi người như vậy, cũng chỉ đành ngồi ở một bên. Muốn đột phá ngụy thần, cần rõ ràng, thần, là vật gì? Chí cao vô thượng, là thần. Ý niệm thanh minh, siêu thoát tự nhiên, là thần. Yên tĩnh vô vi, cưỡi gió mà đi, là thần. Muốn vượt qua một bước này, đầu tiên phải xác định nội tâm, lấy thần hóa thần. Thanh âm nhàn nhạt chậm chạp vang lên.
Đám người Hàn Kiếm Thu là ngụy thần, vốn không thèm để ý, nhưng nghe một hồi, lập tức trầm mê trong đó. Tuy bọn họ đột phá ngụy thần, lại chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, có thể vận dụng lực lượng, nhưng lực lượng từ đâu mà đến, lại có nguyên lý gì, hoàn toàn không biết. Thật giống như đi máy bay, thì nhất định rõ ràng máy bay tại sao lại bay ư. Bọn họ có thể thành công, là thông thiên kiều, mượn linh khí đặc thù, mới đánh vỡ bản thân ràng buộc, không thể sao chép. Cho nên, đối với loại cảnh giới này, không cách nào truyền thụ cho người khác, chỉ có thể sử dụng lực lượng bản thân trấn áp một tông. Hiện tại, không giống với lúc trước, lão sư giảng giải, tỉ mỉ mà đơn giản, để cho người ta nghe xong liền rõ ràng, sáng tỏ, tiên lực trong đan điền không nhịn vận chuyển. Ầm ầm. Nghe giảng bài chưa tới một canh giờ, mọi người ở đây, khí tức đều bay thẳng thiên đình, trước đó đám người Triệu Nhã còn vây ở tiên quân đỉnh phong, vậy mà đồng thời đột phá. Trước đó Trương Huyền lưu cho bọn hắn khí tức đặc thù, lúc này lĩnh ngộ đột phá, từng cái rảo bước tiến lên. Còn đám người Hàn Kiếm Thu, tất cả đều đạt đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa lực lượng càng thêm tinh thuần, sức chiến đấu càng mạnh. Điều chỉnh một hồi, đám người Hàn Kiếm Thu ngừng lại, nhìn về phía Trương Huyền. Lão sư, tình huống bên thần điện thế nào rồi? Là như vậy. Trương Huyền đại khái nói một lần. Lão sư ý tứ là, Khổng điện chủ cướp đi thần linh chi khí, vô cùng có khả năng đột phá thần linh. Đồng tử Hàn Kiếm Thu co rụt lại, nói. Trương Huyền gật đầu. Một khi đối phương thành công, chúng ta khẳng định sẽ bị chém giết, không có bất kỳ khả năng sống sót. Chiếu theo cử động của đối phương, khẳng định sẽ tới cướp đoạt Thiên Đạo Thư Viện, chỉ cần động thủ, cho dù hiện tại số lượng ngụy thần của bốn đại tông môn đã vượt qua 20, vẫn như cũ không chống lại được. Không nói mặt khác, đám người Hàn Kiếm Thu cộng lại, ngay cả mình cũng không phải đối thủ, làm sao chống lại Khổng sư đã đến thần linh chân chính. Mặc kệ là thật hay giả, nhưng sức chiến đấu là thật, không thể nghi ngờ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khôi Hiểu trưởng lão đi vào trước mặt. Trương Huyền nói, chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất, tìm được Khổng điện chủ, cướp đoạt thần linh chi khí trở về. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần có thể để hắn không đột phá nổi, chúng ta liền thành công. Đám người gật đầu, chỉ cần đối phương không đột phá, dựa vào thực lực của bọn hắn, còn có thể chống lại, chắc hẳn vị này không dám có chỗ dị động. Chỉ là, đối phương đạt được thần linh chi khí, khẳng định giấu ở chỗ tất cả mọi người tìm không thấy tu luyện. Làm sao còn để cho người ta tìm tới dấu vết? Đừng nói bọn họ, chỉ sợ bây giờ thuộc hạ đắc lực nhất của đối phương, cũng liên lạc không được. Trương Huyền nói tiếp. Thứ hai, bên chúng ta có đầy đủ thực lực, có thể chống lại thần linh, chỉ có như vậy, mới có thể chống cự nguy hiểm. Tìm không thấy Khổng sư, cướp không được linh khí, thực sự hết cách rồi, vậy thì làm tốt phòng ngự. Chỉ cần có thể sắp đặt ra trận pháp ngay cả thần linh cũng không thể tiến vào. Hoặc thiên đạo chi thư có thể đập chết hắn, cái gọi là nguy hiểm sẽ tự động loại bỏ, không coi vào đâu. Chỉ là, thiên đạo chi thư có thể đập chết thần linh sao? Hắn không cho rằng có thể thành công. Thiên đạo chi thư rất cường đại, cho tới nay vẫn cho thấy năng lực vô địch, nhưng mạnh mẽ hay không, là liên quan đến vị trí thiên đạo hiện tại. Giống như thiên đạo ở danh sư đại lục, muốn chém giết bản thân hiện tại, khẳng định làm không được. Nhiều nhất bài xích ra ngoài. Mặt khác không thể làm gì. Lúc này Thiên Đạo Thư Viện dung hợp Thiên Đạo Thượng Thương, đối với cường giả ngụy thần có thể tùy tiện xóa bỏ, nhưng xóa bỏ thần linh. Chỉ sợ thật rất khó hoàn thành. Lúc trước có thể nhẹ nhõm chém giết tiên sứ, đó là bởi vì đối phương chẳng qua cổ thánh tứ trọng, là cảnh giới tối cao mà thiên đạo ở danh sư đại lục có thể cho phép, cấp bậc lại cao hơn, khẳng định không được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, nếu quả thật có thể vừa xuất hiện liền đập chết. Tuyệt đối là tốt nhất. Bất quá không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào nó, nếu không, một khi không đáng tin cậy, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Mấu chốt nhất là, vị khổng sư này biết thiên đạo có thiếu, khẳng định rõ ràng lá bài tẩy của mình, ngộ nhớ sớm có đề phòng, mượn thái huyền kính xuyên toa không gian hoặc phái ra phân thân, thiên đạo chi thư mạnh hơn cũng không thể tránh được. Nếu không phải nguyên nhân này, trước đó ở bên ngoài thần điện, liền một sách đánh chết hắn, không đến mức kéo dài tới hiện tại. Có đầy đủ thực lực, này cũng đúng, chỉ cần lão sư có thể đột phá thần linh. Chiến thắng đối phương không khó lắm. Hàn Kiếm Thu nói. Trương Huyền cười khổ. Trước tiên không nói không có thần linh chi khí, xem như công pháp cũng chưa chuẩn bị xong. Giờ phút này vừa ngộ ra tình nghĩa chủ tớ,
đột phá ngụy thần chẳng qua hơn một ngày mà thôi, muốn lần nữa đột phá, nào có đơn giản như vậy. Lão sư, ngươi không phải nói đã cứu Đỗ cung chủ sao? Làm sao không thấy nàng? Đối với thần linh, nàng biết khá nhiều, có lẽ sẽ có biện pháp. Tần Nguyên trưởng lão đột nhiên nói. Tinh thần Trương Huyền khẽ động, Đỗ Thanh Diên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa rồi chỉ nghĩ để đám người Triệu Nhã tăng thực lực lên, đến bây giờ còn không có thả đối phương ra. Gặp qua Đỗ cung chủ. Hai bên gặp mặt, mỗi người hàn huyên một chút. Hàn Kiếm Thu hỏi. Đỗ cung chủ, có biết trừ thần linh chi khí, còn có biện pháp gì để cho người ta thành thần không? Không có, nếu như biết, Trục Tinh cung chúng ta khẳng định đã sớm xuất hiện thần linh. Đỗ Thanh Diên lắc đầu. Nghe được nàng trả lời khẳng định, đám người đều có chút xấu hổ. Cũng phải, nếu L thần linh dễ dàng thành công như vậy, Trục Tinh cung khẳng định sớm đã có hạng người thiên tư chắc tuyệt hoàn thành, cũng không đến mức giống như những tông môn khác, chỉ có ngụy thần cảnh tọa chấn, thậm chí bị Khổng Điện chủ bắt đi, cũng không có biện pháp gì. Chẳng lẽ chỉ có thể bị động phòng thủ? Trong mắt Hàn Kiếm Thu đỏ hoe. Hết chương 3736. Chương 3737. Lại vào hãm không thành. Bốn đại tông môn đều xuất hiện ngụy thần cảnh mới. Toàn bộ đại lục, loại người cấp bậc này cũng càng ngày càng nhiều, vốn cho rằng tu luyện sẽ đại hưng, đi đến đỉnh phong mới, nhưng một khi chống không lại vị Khổng Điện chủ kia. Tất cả đều sẽ biến thành lịch sử. Thật không có, trừ khi... Đỗ Thanh Diên dừng lại một chút. Trừ khi cái gì? Có thể tìm tới ngọn nguồn khí tức suy yếu của hãm không thành. Trầm tư một chút, Đỗ Thanh Diên nói. Ngọn nguồn của khí tức suy yếu, tìm vật kia làm gì? Trương Huyền nhíu mày. Hãm không thành, hắn đi qua một lần, khí tức suy yếu bên trong vô cùng đáng sợ, cho dù là thiên đạo chi khí của hắn, cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể mượn nước tắm của tiểu hoàng kê phòng ngự. Thứ này, cường giả ngụy thần cảnh dính lên, cũng không có phương pháp khu trừ, lúc trước Giang Giao, nếu không phải mình ở đó, giờ phút này khẳng định từ hóa thành cát bụi. Tìm cái này để làm gì? Truyền thuyết, hãm không thành không phải là thành thị ở di khí đại lục, mà là thành trì từ thần giới rơi xuống. Trong đó có thi thể thần linh. Đỗ Thanh Diên nói. Thần giới rơi xuống. Trương Huyền sững sờ. Đám người Hàn Kiếm Thu cũng liếc mắt nhìn nhau, mỗi người khó tin. Hãm không thành, cho tới nay đều là cấm địa của người tu luyện, hầu như không người đặt chân, loại thuyết pháp này, còn là lần đầu tiên nghe được. Cái thành phố này, là vài ngàn năm trước từ không trung bất ngờ hạ xuống. Lúc ấy dẫn tới vô số người tiến đến mạo hiểm, kết quả các ngươi hẳn phải biết, tất cả đều chết sạch. Đỗ Thanh Diên nói, chuyện này, hầu như không người biết được, ta cũng là nghe Linh Thần trong lúc vô tình nói. Linh Thần, thân thể Trương Huyền siết chặt. Đúng, nàng nghe được hãm không thành, từng trầm mặc một hồi, trong lúc vô tình nói, đây là thành thị từ trên thần giới chiến đấu rơi xuống. Bên trong có không ít thi thể thần linh, còn những khí tức suy yếu kia. Chính là thi thể thần linh mục nát, tản ra thần linh chi khí, bị lực lượng đặc thù của di khí đại lục ô nhiễm hình thành. Chỉ cần có thể tìm tới ngọn nguồn, có lẽ có thể tìm được thần linh chi khí không bị ô nhiễm, để cho người ta thành công đột phá. Đỗ Thanh Diên nói, cái này, là thần linh chi khí. Trương Huyền ngây người, cong ngón tay búng một cái, một đạo khí tức suy yếu, hiện lên ở đầu ngón tay. Thứ này, lúc trước hắn đi hãm không thành siêu tập không ít. Hơn nữa mượn cơ hội giết chết ngụy thần cảnh của thông thần điện. Từ trước đến nay, tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng không cho rằng có đặc thù, nghe Đỗ Thanh Diên giải thích, nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện khác biệt. Thứ này, cho dù là thiên đạo chân khí ngụy thần cảnh của hắn, cũng không thể triệt để hóa giải, chỉ cần bị thương liền có thể để cho người ta cấp tốc suy yếu, dược vật bất trị. Rõ ràng đẳng cấp cao hơn sinh mệnh ở thượng thương. Chẳng lẽ đây là hiệu quả của thần linh chi khí? Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có khả năng. Cũng chỉ có thần linh mới có loại năng lực này, để ngụy thần đỉnh phong cũng không chống lại được. Đây chỉ là Linh Thần thuận miệng nói, cụ thể phải hay không, không có cách nào xác nhận, cho dù phải, ngọn nguồn có bị ô nhiễm hay không cũng rất khó nói. Huống chi thứ này, thật quá đáng sợ, chỉ cần dính lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cho dù ta biết tin tức này, cũng chưa từng nghiệm chứng qua. Đỗ Thanh Diên tiếp tục nói. Không cần nghiệm chứng, nếu như nàng nói, 8-9 phần là thật. Trương Huyền gật đầu. Khí tức suy yếu, quả thực có chút đặc thù, để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ, nhưng chỉ bằng cái này liền xác định,
khẳng định không đúng, nhưng hắn tin tưởng Lạc Nhược Hy. Đây là một con đường, ta cùng Đỗ cung chủ hiện tại liền đi hãm không thành. Các ngươi đóng giữ ở đây, làm tốt tất cả chuẩn bị. Trầm tư một chút, Trương Huyền dặn dò. Nếu như đây là phương pháp đột phá thần linh, nhất định phải đi thử. Coi như không có áp lực của Khổng sư, đơn thuần vì đột phá, Trương Huyền cũng sẽ đi mạo hiểm. Chỉ có đột phá thần linh, mới có thể thoát ly thượng thương ràng buộc, đi vào thần giới. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tìm được Lạc Nhược Hy. Yên tâm đi lão sư, chúng ta nhất định sẽ làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Ánh mắt Hàn Kiếm Thu kiên định. Lão sư, Đỗ cung chủ sững sờ. Hàn Kiếm Thu, vừa rồi ngươi xưng hô cái gì? Ngươi, bái Trương Huyền làm sư. Sau khi nàng xuất hiện, đám người liền hỏi thăm sự tình đột phá thần linh, Trương Huyền khiêm tốn, lại không muốn nói nhiều, cho nên đến bây giờ còn không biết. Đúng vậy, ta, Khôi Hiểu, Tần Nguyên, đều đã bái tông chủ làm sư, thành đồng môn sư huynh đệ. Hàn Kiếm Thu cười nói. Nếu như không bái sư, tuyệt không có khả năng nắm giữ thực lực bây giờ, đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Các ngươi đều bái sư. Đỗ cung chủ ngây người. Tông chủ ba đại tông môn, nhân vật đỉnh phong nhất đại lục, vậy mà đều bái một tiểu gia hỏa làm sư. Làm sao cảm giác, không khiến người ta tin tưởng như vậy. Thật ra thì, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể bái sư, ta không ngại. Thấy nàng khiếp sợ, Trương Huyền cười cười. Mục đích chỉ là vì thiên đạo chi thư, lại nói đệ tử giảng bài mà thôi, không phải thân truyền, tới nhiều hơn nữa cũng không sao. Không cần. Đỗ cung chủ lắc đầu, nói khéo từ chối. Không phải không muốn, mà là thực sự khó mà tiếp nhận. Đi thôi. Biết không cam tâm tình nguyện, là không cách nào tạo ra thiên đạo chi thư, Trương Huyền không nói thêm lời, đi đầu bay về phía hãm không thành, Đỗ cung chủ theo sát. Lĩnh ngộ thiên nhược hữu tình, không chỉ thực lực tăng thêm, tốc độ cũng càng nhanh, trước đó rất lâu mới có thể đến, hiện tại chỉ dùng 2 canh giờ liền đến trước mặt. Thuận lợi tiến vào bên trong. Có kinh nghiệm trước đó, rất nhanh liền đến địa phương lúc trước cứu Giang Giao. Phải tới trung tâm hãm không thành mới được, nơi này còn không phải. Nhìn quanh hai bên một vòng, Đỗ Thanh Diên nói. Tuy sau khi nàng biết tin tức kia cũng không có vào, nhưng các đời thiên tổ của Trục Tinh Cung tới rất nhiều, cũng chính là nguyên nhân này, Giang Giao mới có thể dẫn đám người phù trầm tử rơi vào cạm bẫy, kém chút bị giết. Tiếp tục tiến lên, Minh Lý Chi Nhãn cùng thực lực siêu tuyệt gia trì. Khí tức suy yếu hình thành yêu thú không đỡ nổi một đòn, tiện tay liền có thể đánh tan, trên đường đi không có trải qua bất kỳ nguy hiểm nào. Đi theo sau lưng thanh niên, Đỗ Thanh Diên thấy đồ vật cổ quái nàng không dám đến gần, bị nhẹ nhàng đánh giết, trong lòng nhịn không được cảm xúc. Thực lực của vị trước mắt này, thực sự quá cường đại, thật không nghĩ tới là tu luyện như thế nào. Ngắn ngủi một tháng, từ cổ thánh tứ trọng đi đến loại cảnh giới này. Nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tìm như vậy không có khả năng tìm tới ngọn nguồn. Lại phi hành nửa canh giờ, vẫn không thu hoạch được gì, Trương Huyền ngừng lại. Vậy làm sao bây giờ? Đỗ Thanh Diên cau mày. Tuy nàng biết không ít, thế nhưng không có xâm nhập tìm hiểu, còn làm sao tìm kiếm ngọn nguồn, càng không biết gì cả. Nếu không, cũng sẽ không mang theo vị trước mắt này một mực đi dạo, mà không biết làm sao. Như vậy đi. Trầm tư một lát, tinh thần Trương Huyền khẽ động. Vù vù. Phân thân xuất hiện ở phía trước. Thực lực của hắn bây giờ, ở thượng thương có thể thương tổn đã không nhiều lắm, coi như tiết lộ phân thân cũng không có gì. Phân thân. Đỗ Thanh Diên sửng sốt một chút, có chút không hiểu. Mình cũng tìm không thấy, chẳng lẽ phân thân có biện pháp tốt hơn? Dừng lại. Không để ý tới Đỗ cung chủ kỳ quái, Trương Huyền lấy ra đồng thường kiếm, thẳng tắp đâm tới. Xì xì xì. Vừa bị thương. Khí tức suy yếu ở bốn phía tụ đến. Trước đó không thể phát giác khí tức suy yếu, lập tức hiển lộ ra hình dáng. Nếu như là ngọn nguồn, hội tụ khí tức suy yếu sẽ nhiều hơn một chút, trái lại sẽ ít một chút. Trương Huyền giải thích mục đích của mình. Đúng a, ánh mắt Đỗ cung chủ sáng lên. Thật giống như dòng nước, ngược dòng nước, áp lực sẽ lớn hơn một chút, thuận dòng sẽ nhỏ hơn, vậy thì có thể phán đoán ra ngọn nguồn. Đương nhiên loại chênh lệch nhỏ bé này, đối với người bình thường mà nói, không có khả năng nhìn ra, nhưng đối với hai vị ngụy thần liền rất rõ ràng. Bên kia, rất nhanh phân biệt ra được phương hướng của khí tức suy yếu, Đỗ Thanh Diên chỉ tay. Trương Huyền gật đầu, mang theo phân thân vội vàng bay đi.
phi hành không xa, một khi phát hiện không cách nào xác định vị trí, liền đâm phân thân một kiếm, liên tục 7-8 lần, phân thân bị đâm đến kém chút nổi khùng, một cung điện vỡ nát xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái cung điện này, trước khi ngã sập không biết cao bao nhiêu, cũng không biết rộng bao nhiêu, cho dù giờ phút này biến thành phế tích, vẫn lan tràn hơn 10 dặm, phía trên gạch bể ngói bể, hiện ra màu sắc xám đen. Nơi này không có bất kỳ thảm thực vật gì, trụi lùi, thỉnh thoảng thổi tới từng cơn âm phong, để cho người ta không rét mà run. Là nơi này. Đỗ Thanh Diên có chút không tin. Dù khí tức suy yếu cổ quái, nhưng cũng có thể sinh ra một ít thực vật lợi hại, nơi này không có cái gì, thấy thế nào cũng không giống. Hẳn là. Trương Huyền gật đầu. Bây giờ vết thương của phân thân còn chảy máu, từ khí tức suy yếu hội tụ nhìn, cái gọi là ngọn nguồn, hẳn là nơi đây, không có những địa phương khác. Vậy nhanh tìm đi. Đỗ Thanh Diên không phí lời, thân thể vụt qua, dọc theo phế tích phi hành, đồng thời cẩn thận quan sát, sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Trương Huyền cũng không sốt ruột, mà cùng phân thân liếc mắt nhìn nhau, lần nữa cảm ứng. Một lát sau, ngừng lại ở một chỗ hoang tàn đổ nát. Năm ngón tay mở ra. Vô số phế tích cuồn cuộn bay lên, lộ ra mặt đất đã tàn tạ, thoạt nhìn ổ gà lởm chởm. Mặt đất tràn đầy hoa văn, giống như bị cái gì nhuộm thành. Đồng thường múa kiếm động, một khối đá bị đào lên, bên trong giống như bị màu đen thẩm thấu, toàn thân đen thui, lóng lánh quang mang đặc thù, tựa như muốn đoạt xá hồn phách người khác, cho người ta cảm giác quỷ dị dữ tợn. Ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái. Bù! Một quyển sách xuất hiện. Thần huyết thạch, huyết dịch thần linh thấm nhuần mà hình thành. Phía trên có ghi chép tỉ mỉ. Thật đúng là thứ này. Trương Huyền gật đầu, ngay sau đó cau mày. Thời điểm nhìn thấy. Liền cảm thấy những đường vân này có chút quen mắt, chỉ bất quá màu sắc không đúng, lúc này mới đào ra một khối nghiên cứu, thông qua thư viện, quả nhiên xác định được. Nếu như đây là thần huyết thạch, như vậy những hoa văn đen kịt kia, chính là thần huyết chảy xuôi khắc họa ra. Chỉ là loại thần huyết thạch này, làm sao cảm giác thô ráp như vậy, khác biệt huyết dịch của Lạc Nhược Hy hình thành. Chẳng lẽ, đồng dạng là thần huyết, cũng có phân chia đẳng cấp. Hết chương 3737. Chương 3738, bất tử đế tôn. Cổ tay khẽ đảo, phía trước nhiều ra một khối thần huyết thạch, cùng trong tay cầm so sánh, chênh lệch giống như than chì và kim cương. Dù thuộc về cùng một loại vật chất, nhưng hình dáng chênh lệch quá lớn. Không nhìn kỹ, căn bản phân biệt không ra là cùng một loại đồ vật. Thần huyết thạch, là huyết dịch thần linh thẩm thấu tảng đá mới hình thành, cho nên Đỗ cung chủ nói thi thể thần linh, thật là có khả năng. Đồng thường kiếm lay động. Phế tích bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra mặt đất. Tất cả đều là tảng đá này, nói cách khác, huyết dịch thần linh rơi vãi không biết bao nhiêu. Làm xong những thứ này, Trương Huyền nói một tiếng. Đỗ cung chủ, Đỗ Thanh Diên bay tới. Nàng ở địa phương khác cũng không có thu hoạch quá lớn. Tìm được, còn không có, có điều có lẽ liên quan đến những đường vân này. Trương Huyền chỉ tay, Đỗ Thanh Diên nhìn sang. Những hoa văn kia vô cùng cổ quái, thật giống như điêu khắc minh văn đặc thù nào đó, cẩn thận quan sát, có chút tương tự phù văn trên Tiếp Thiên Thạch cùng với Thông Thiên Kiều. Sau một lúc lâu, giống như nhìn ra cái gì, Đỗ Thanh Diên nói. Đây là đại điện dùng để tế tự. Tế tự? Không sai, những đường vân này, đều là dùng máu tươi đúc thành, đang tiến hành một loại nghi thức tế tự cỡ lớn nào đó, sau đó. Còn chưa hoàn thành, cả tòa thành liền bị người từ thần giới đánh xuống. Sắc mặt Đỗ Thanh Diên nghiêm túc. Cái này. Trong lòng Trương Huyền giật mình. Tế tự bình thường, chỉ cần đủ bảo vật liền có thể hoàn thành, nhưng cũng có một chút phương pháp tế tự tà ác, cần mạng người hoặc máu tươi khởi động. Lúc trước ở dị linh tộc, thần linh hoàng mượn tế tự, trong nháy mắt chém giết 10 vạn thuộc hạ, dùng nhiều sinh mệnh như vậy hiến tế, này mới khiến tiên sứ kia hàng lâm xuống, để cho thương thế của mình hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ cái trước mắt này, cũng là phương pháp tương tự? Loại phương pháp này, bình thường uy lực cực kỳ to lớn, dù vậy cả tòa thành cũng bị người từ thần giới đánh xuống. Cái này khó tránh khỏi quá đáng sợ đi. Tìm tới chính giữa tế đàn, hẳn có thể tìm tới trung tâm của khí tức suy yếu. Đỗ Thanh Diên gật đầu, ống tay áo khẽ vỗ. Một mảng lớn phế tích bị dọn dẹp sạch sẽ. Tiên lực phát động, không đến 10 phút, phía trước hơn 100 mét phế tích bị dọn dẹp sạch sẽ, dưới phế tích, một đại môn đen kịt xuất hiện. Trung tâm hoa văn hội tụ, ngay ở trong cánh cửa này, đi qua nhìn một chút.
Đỗ Thanh Diên đi vào trước mặt, mở cửa lớn ra muốn đi vào. Đưa tay ngăn đối phương lại, Trương Huyền ngăn ở phía trước, hít sâu một hơi, đi vào. Đây là kiến trúc ở dưới lòng đất, bốn phía tất cả đều đổ sụp không sai biệt lắm, chỉ còn lại có nơi này, vùi lấp ở dưới phế tích, tự thành không gian. Xì xì xì. Vừa tiến vào trong đó, lập tức cảm thấy vô số khí mang bắn tới, đồng thường múa kiếm động, kiếm ý của Trương Huyền lan ra. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Biết nguy hiểm, xuất chiêu liền không lưu tình. Bành bành bành. Một hồi kêu rên, vô số bóng đen tiêu tán. Là nhược hóa thú, bất quá, càng thêm cường đại. Đỗ Thanh Diên theo ở phía sau, hạ giọng nói. Trương Huyền lên tiếng. Vừa rồi đồ vật tấn công giống như đối phương nói, quả thực là nhược hóa thú, một đầu, tựa như không có thân thể, lại như u linh trong đêm tối, cho người ta một loại cảm giác tà mị. Trên đường đi, đánh chết nhược hóa thú không biết bao nhiêu, cơ bản đều chỉ là tiên quân, mà vừa rồi chém giết lại là ngụy thần cấp. Đổi lại người khác, khả năng không kiên trì nổi, trực tiếp bị ăn mòn trở thành xương khô. Khí tức suy yếu xuất hiện ở vị trí kia. Đỗ Thanh Diên vội vàng đi về phía trước. Theo phương hướng nàng tiến lên, Trương Huyền nhìn lại, hoa văn màu đen một đạo tiếp lấy một đạo, hiện hình tròn dày đặc, toàn bộ tập trung ở trung tâm đại điện. Đi vào trước mặt. Mặt ngoài vây quanh lấy một tế đàn không lớn. Cái này. Trương Huyền sửng sốt. Vậy mà giống như ở trục tinh cung, chỉ bất quá cao cấp hơn một ít. Nếu như nói, một thần sử dụng tế đàn danh sư đại lục, Đỗ Thanh Diên sử dụng thượng thương, cái này. Hẳn là thần giới. Không biết tài liệu gì luyện chế thành, dù chôn ở dưới phế tích mấy ngàn năm, vẫn không có thay đổi bao nhiêu, tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Chẳng lẽ, Đỗ Thanh Diên siết chặt nắm đấm. Cái tế đàn này cùng chấn tông chi bảo của các nàng cực kỳ tương tự, ngu nữa cũng có thể hiểu được. Sĩ linh tộc là từ thần giới đi vào hạ giới, người trục tinh đảo quả nhiên giống như các đời tông chủ truyền miệng, có thể là người thần giới tới nơi này. Xem ra là thật. Trương Huyền cũng gật đầu. Trước đó vị khổng sư kia cứu hắn ra, từng nói dị linh tộc và trục tinh cung, đã từng chuyên môn nói, lai lịch của trục tinh cung, là bị vứt bỏ thần linh. Thấy nàng không hiểu, liền nói rõ chi tiết một lần. Đỗ Thanh Diên than thở. Các đời tông chủ trục tinh cung từng có truyền miệng, nhưng ta vốn cho rằng giả, không nghĩ tới. Lại là thật. Di khí đại lục, năm đại tông môn khác lấy thân phận thần tộc vứt bỏ truyền thừa lâu, dần già giả biến thành thật. Cụ thể tại sao lại có loại lời đồn đãi này xuất hiện, loại lời này lại từ lúc nào bắt đầu, mấy ngàn năm, đã không thể nào tra được. Sự tình ăn sâu bén rễ vào trong lòng mỗi người, cho dù là nói dối, cũng sẽ không có người không thừa nhận. Cho dù hiện tại giải thích cặn kẽ tình huống chân chính cho tất cả mọi người thượng thương, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Bất quá là thật hay giả, đối với người trục tinh đảo mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn, không thể thành thần, cái khác đều là hư ảo. Dọc theo tế đàn tìm một lần, không có bất kỳ phát hiện nào, Trương Huyền bất đắc dĩ. Thật giống như trừ thứ này, đã không có vật phẩm khác, mặc dù nơi này là hạch tâm tỏa ra khí tức suy yếu, nhưng thật giống như không có khí tức suy yếu. Mắt bão không có bão. Nơi này là địa phương khí tức suy yếu đản sinh, vậy mà trống không, một chút khí tức suy yếu cũng không cảm ứng được, không phải biết rõ thân ở hãm không thành, cũng hoài nghi có phải lần nữa trở lại thượng thương hay không. Nếu là tế đàn, hẳn có thể sử dụng, có lẽ cái gọi là thần linh chi khí, chính là ở đây. Đỗ Thanh Diên nói, ồ, đã giống như tế đàn của trục tinh cung, ta đi thử một chút, dựa vào huyết mạch của ta, có thể luyện hóa hay không? Đỗ Thanh Diên hít sâu một hơi, lông mày nâng lên, đầu ngón tay lóe lên kiếm mang, rạch cổ tay, đáp lên tế đàn. Máu tươi theo hoa văn chảy xuôi, rất nhanh rót đầy toàn bộ tế văn, tựa như ma pháp trận bị kích hoạt. Từng đạo ánh sáng lóng lánh chói mắt. Ầm ầm, tế đàn đung đưa. Khuôn mặt Đỗ Thanh Diên trắng bệch, tiếp tục truyền vào huyết dịch, ánh sáng càng ngày càng thịnh. Huyết dịch ngưng kết 3 lần, liên tục cắt 3 vết thương. May mắn nơi này không có khí tức suy yếu, nếu không thương tích lớn như vậy, không cần chờ huyết dịch chảy hết, sẽ bị ăn mòn biến thành xương khô. Ầm, ngay thời điểm Đỗ cung chủ có chút không kiên trì nổi, Trương Huyền định tới hỗ trợ, tế đàn đột nhiên quang mang đại thịnh. Hai người tựa như trong nháy mắt bị rời vị trí, xuất hiện ở một không gian đen kịt. Không biết rộng rãi cỡ nào, nhìn không thấy cuối cùng, chỉ có sương mù cuồn cuộn che kín tầm mắt. Cẩn thận! Cho Đỗ cung chủ dùng một bình nước tắm tiểu hoàng kê,
lại nuốt vào một viên nguyên lực đan, khôi phục vừa rồi hao tổn, lúc này mới đi về phía trước. Một màu đen kịt, tựa như đi vào sơn động không có ánh sáng, lại như đi vào lòng đất, trong không khí mang theo mùi vị nóng bỏng. Đây cũng là hãm không thành. Đỗ Thanh Diên nghi hoặc. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Có lẽ, đây mới là chỗ căn nguyên của khí tức suy yếu. Trong không gian hắc ám, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng lớn lao, để hắn hoảng sợ. Đừng nói thực lực bây giờ, coi như đột phá ràng buộc, đi đến cảnh giới thần linh, cũng không cách nào chống lại. Có thể cho hắn loại áp lực này, chỉ có thể nói rõ. Giống như trong truyền thuyết, sâu trong bóng tối, vô cùng có khả năng chôn giấu thần linh chân chính. Thật đói, ta đi tìm đồ ăn. Một truyền âm đi vào lỗ tai. Chính là tiểu hoàng kê. Ngậm miệng. Ra đầu Trương Huyền kém chút nổ tung. Nơi này vô cùng khả năng có thi thể thần linh, thậm chí còn có tồn tại càng thêm đáng sợ. Ăn, ăn. Chỉ biết ăn, còn có thể có chút tiền đồ hay không? Tuy không tiếp xúc qua thần linh, nhưng tu vi đến loại cảnh giới đó, sau khi chết cũng có thể lần nữa phục sinh. Tu luyện giả cấp bậc này, bất kể có chân chính tử vong hay không, cũng tuyệt không phải hắn một ngụy thần nho nhỏ có thể mạo phạm. Ta đói. Tiểu hoàng kê nói. Trước ăn những nguyên lực đan tuyệt phẩm này đỡ đói. Tinh thần khẽ động, trong không gian gấp xuất hiện một bình nguyên lực đan, tiểu hoàng kê đi tới, vỉnh lên cái mông mổ mổ. Thấy nó không tới quấy rối, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, cùng Đỗ Thanh Diên tiếp tục đi đến phía trước. Một bia mộ to lớn xuất hiện. Sáu chữ lớn điêu khắc ở phía trên, dường như bình chướng ngăn cản hai người tiến lên, tỏa ra uy áp nồng đậm, để cho người ta không cách nào tiến lên mảy may. Trương Huyền nhìn sang. Văn tự trên tấm bia đá, giống như phù văn điêu khắc trên thông thiên kiều, khó mà nhận ra. Cái này, cái này. Một bên Đỗ Thanh Diên không ngừng run rẩy. Ngươi biết những chữ này. Trương Huyền nhíu mày. Khuôn mặt Đỗ Thanh Diên trắng bệch gật đầu, âm thanh mang theo rung động. Phía trên viết là, bất tử đế tôn chi mộ. Bất tử đế tôn. Trương Huyền sững sờ. Nghe nói là một vị cường giả siêu tuyệt ở thần giới, cùng thiên địa trường tồn, bất tử bất diệt. Chẳng lẽ, hắn, chết rồi. Đỗ Thanh Diên khó tin. Cùng thiên địa trường tồn, bất tử bất diệt. Đồng tử Trương Huyền co rút lại. Mặc dù không biết đối phương nói đúng không, nhưng có thể xưng bất tử đủ để chứng minh thực lực và năng lực. Mệnh danh bất tử, cũng chết. Hãm không thành, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người nào dám xông vào nơi này? Đang khiếp sợ, một tiếng vang lên ầm ầm, ngay sau đó trong sương u ám mù, một bóng người chậm rãi đi tới. Nắm chặt đồng thường kiếm, Trương Huyền cùng Đỗ Thanh Diên vội vàng nhìn sang. Ngay sau đó nhìn thấy một khung xương đen thui, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt. Cái khung xương này thân thể đồ sộ, bên ngoài xương cốt trần trụi óng ánh đen thui, cho người ta một loại cảm giác áp bách không thể kháng cự. Nếu như nói trước đó khung xương của ngoan nhân mang theo lực lượng mạnh mẽ, cùng cái này tỉ thí, quả thực cái gì cũng không bằng. Hết chương 3738. Chương 3739. Thần linh chi khí bị ô nhiễm. Hậu bối Đỗ Thanh Diên, không có ý định mạo phạm. Đỗ Thanh Diên tiến về phía trước một bước. Đây không phải là nơi ngươi có thể xông vào, đã tới, vậy thì lưu lại bồi ta đi. Chẳng muốn nghe phí lời, ngón tay khung xương chỉ tới. Dầm. Trong chốc lát, Trương Huyền cùng Đỗ Thanh Diên liền cảm thấy thiên địa tựa như sụp đổ, thân thể muốn bị nghiền thành vỡ nát. Đây là lực lượng của thần linh. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, không để ý tới giải thích, cũng không có rảnh nói nhiều, đồng thường kiếm lay động, thi triển ra kiếm pháp cường đại nhất. Dầm. Kiếm ý vô cùng vô tận, ở trên không trung tạo thành một lưới đánh cá tràn đầy kết giới. Ngón tay cùng lưới đánh cá tiếp xúc, nhất thời bị quấn quanh, lực lượng ép xuống cũng không còn cách nào tiến lên. Kiếm pháp không tệ, ngươi là người của kiếm thần thiên. Khô Lâu dừng lại công kích, ngay sau đó lắc đầu. Không đúng, loại địa phương này, làm sao có thể có người của kiếm thần thiên xuất hiện. Hơn nữa chiêu kiếm của bọn hắn, sắc bén hung mãnh, trong cố chấp mang theo kiên nghị, vì bảo vệ mà sống, thà gãy chứ không chịu cong. Cùng ngươi triền miên bất tuyệt, mang theo tình cảm, hoàn toàn khác biệt. Có thể ở loại địa phương linh khí thiếu thốn, lĩnh ngộ ra chiêu số cường đại như thế, người giống như gia hỏa trước kia tới nơi này. Thiên phú không kém. Có điều, cũng chỉ thế thôi. Đây là phần mộ của chủ nhân, không phải người ngoài có thể tiến vào, niệm tình ngươi kiếm pháp không yếu, tu vi được không dễ, lập tức rời đi đi. Khô Lâu phất phất tay,
Tiền bối, lần này chúng ta tới, là muốn tìm thần linh chi khí có thể đột phá thần linh, mong ngài tác thành. Thấy đối phương không công kích, đuổi bản thân đi, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khom người. Nếu như hãm không thành thật có thể tìm được thần linh chi khí, khẳng định liên quan đến nơi này. Ngươi muốn chết? Khô Lâu nói. Không muốn. Trương Huyền cười khổ. Cút. Khô Lâu khẽ nói. Tiền bối. Trương Huyền tiếng nói chưa rơi, Khô Lâu khoát tay áo. Lực lượng khổng lồ giống như thủy triều lao đến, tựa như toàn bộ thế giới sụp đổ. Vẻ mặt co giật, Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, trước đó từ trong thông thần điện lấy được rất nhiều vũ khí ngụy thần cảnh, đồng thời tế ra. Đinh 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 đinh. Hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi, Trương Huyền bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, vô số vũ khí giống như bị trọng thương, từng cái rơi xuống đất, tựa như trời mưa. Thiên đạo chân khí trong cơ thể vận chuyển, khôi phục lại một ít, cố nén trên người đau nhức kịch liệt, Trương Huyền đứng dậy. Ta thật không muốn mạo phạm tiền bối, nhưng lần này tới, là thật muốn thần linh chi khí. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Khô Lâu hừ lạnh. Trương Huyền cảm thấy một cỗ uy áp cường đại hạ xuống từ trên trời, tùy thời muốn nghiền hắn thành bột phấn, ngay thời điểm hắn sắp không kiên trì nổi, mặt dây chuyền ở trước ngực đột nhiên trở nên ấm áp, lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt. Vù vù. Dường như cảm ứng được lực lượng của mặt dây chuyền, áp bức đầy trời trong tích tắc biến mất không thấy hình bóng. Trương Huyền đang muốn nói chuyện, liền cảm thấy thân thể siết chặt, ngay sau đó nhìn thấy dây chuyền thẳng tắp bay về phía đối phương. Đưa ta! Trương Huyền muốn xông tới. Lại giống như bị cái gì nhốt lại, làm sao cũng không thể tránh thoát. Cầm dây chuyền, Khô Lâu liếc mắt nhìn, cong ngón tay búng một cái, lần nữa bay trở về trước ngực Trương Huyền. Vù vù! Thân thể bị giam cầm lần nữa khôi phục, Trương Huyền từng ngụm thở hổn hển. Ngươi muốn thần linh chi khí có thể tấn cấp thần linh. Khô Lâu lại không còn thái độ trước đó, mà nhàn nhạt nhìn qua. Vâng, mong tiền bối tác thành. Thấy đối phương không đoạt dây chuyền của mình, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm quyền. Ta không có thần linh chi khí, có điều cái này có thể thay thế. Khô Lâu dừng lại một chút, bàn tay chào một cái, trên không vô số khí tức suy yếu hội tụ, thời gian nháy mắt ở dưới lực lượng khổng lồ ngưng tụ cùng một chỗ. Tạo thành một đạo khí lưu màu đen. Trương Huyền sững sờ. Khí lưu màu đen trước mắt, rõ ràng có thể cảm giác được, so với khí tức suy yếu, càng thêm tinh thuần, cùng trước đó thấy qua thần linh chi khí có chút giống nhau, cho người ta một loại cảm giác áp bách khó mà chống lại. Nhưng lại không phải màu vàng kim, mà mang theo lực lượng suy yếu cực mạnh, đừng nói mượn tấn cấp thần linh, chỉ sợ hơi dính đến trên người, mặc dù có nước tắm của tiểu hoàng kê cũng không chịu nổi, sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Ta muốn thần linh chi khí, là màu vàng kim. Trương Huyền nhịn không được nói. Loại này khẳng định không thể dùng, thật muốn dùng, đừng nói đột phá, có thể sống sót hay không cũng không biết. Thứ này vốn là màu vàng kim, bất quá ở đây, không giống. Khô Lâu nói. Không giống. Thần linh chi khí, là màu vàng kim không giả, nhưng loại địa phương này linh khí vẩn đục, thời gian lâu dài, sẽ bị ô nhiễm. Khô Lâu lắc đầu nói. Thượng thương đối với người danh sư đại lục mà nói, linh khí tinh thuần, lực lượng đầy đủ, nhưng đối với thần linh mà nói, vẩn đục kinh khủng, thần linh chi khí thuần túy ở lâu, đồng dạng sẽ bị ô nhiễm, từ đó biến thành khí tức suy yếu, lại không có cách nào nghịch chuyển. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Còn tưởng rằng có thể tìm tới thần linh chi khí thuần túy, nếu như là loại này, lấy được cũng vô dụng. Bởi vì căn bản không thể sử dụng, càng không thể nhờ vào đó đột phá. Tiền bối. Có phương pháp để loại khí thể này lần nữa biến thành màu vàng kim không? Trương Huyền hỏi. Bản thân nhất định phải thành thần, nếu không đừng nói không cách nào tìm Lạc Nhược Hy, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ bị vị khổng sư kia chóc ra thiên đạo thư viện, trực tiếp tử vong. Dính dáng đến sinh mệnh, không thể không cố gắng. Khô Lâu nói. Phương pháp là có điều không dễ hoàn thành như vậy. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Nghe được có biện pháp, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Vận dụng phương pháp tế tự, mượn lực lượng linh hồn có thể tinh lọc. Bất quá cần rất nhiều người trên dưới một lòng, thật tâm thật ý nguyện đi làm mới được, chỉ cần có một người ý niệm khác biệt, liền có thể dẫn đến thất bại. Khô Lâu thản nhiên nói. Còn xin tiền bối, ban tặng phương pháp. Nghe được thông qua tế tự có thể tinh lọc, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Khô Lâu không nói nhiều,
ngón tay điểm một cái. Vù vù. Một đạo ý niệm nhất thời truyền vào trong óc Trương Huyền cùng Đỗ Thanh Diên. Cái này. Xem xong nội dung, Trương Huyền nhíu mày. Giống như đối phương nói, loại tế tự này, cần rất nhiều người mới có thể hoàn thành, hơn nữa rất có thể sẽ hy sinh. Tinh lọc thần linh chi khí, trên thực tế là vì trở thành thần linh, ở thần giới không tính là gì, nhưng ở nơi này, chính là nghịch thiên, cần tiếp nhận thiên đạo trừng phạt. Nếu như ngươi có thể làm được, liền có thể thử một chút, không làm được, ta cũng không có biện pháp nào khác. Khô Lâu khoát tay áo, khí thể màu đen lập tức bay tới. Nhẹ nhàng vồ một cái, Trương Huyền phong ấn nó ở trong bình ngọc. Tốt, đừng lại tới quấy rầy ta, nếu như lại tới, mặc kệ ngươi là kiếm thần thiên, hay người của tự tại thiên, cũng đừng trách ta không khách khí. Khoát tay áo, thân thể Khô Lâu vụt qua, ngồi xuống, dường như không muốn tiếp tục nói nhiều. Đa tạ tiền bối. Bỏ bình ngọc vào không gian gấp, Trương Huyền khom mình hành lễ. Dù đối phương không cho hắn thần linh chi khí màu vàng óng, nhưng cũng cho hy vọng cùng phương pháp. Chỉ cần dựa theo đối phương nói làm, vẫn có khả năng thành công. Có muốn ta đi qua ăn Khô Lâu kia hay không? Thời điểm Trương Huyền cùng Đỗ Thanh Diên định rời đi, Tiểu Hoàng Kê đột nhiên mở miệng nói. Đừng nói nhảm. Trương Huyền thiếu chút nữa ngất đi. Không phải không tin ra hỏa này, mà là Hoàng Kê này đến bây giờ vẫn chỉ là tiên quân đỉnh phong, ngay cả ngụy thần cũng không phải. Ăn thần linh. Không phải nằm mơ chứ. Huống chi đối phương cũng không có ác ý, tuy vừa rồi đả thương bản thân, lại không hạ sát thủ, càng cho hy vọng cùng phương pháp. Không cho ăn thì thôi. Tiểu Hoàng Kê tiếp tục vểnh cái mông mổ nguyên lực đan tuyệt phẩm. Trấn an xong Tiểu Hoàng Kê, lui về phía sau mấy bước, Trương Huyền nhớ tới cái gì, gỡ xuống dây chuyền trước ngực, lần nữa ôm quyền. Tại hạ còn có yêu cầu quá đáng, tiền bối. Có biết lai lịch dây chuyền này hay không? Hết chương 3739. Chương 3740. 10 vạn chân tiên thượng. Đối phương nói cái gì kiếm thần thiên, tự tại thiên, tuy bản thân nghe không hiểu, nhưng khẳng định liên quan đến thần giới. Hơn nữa, đối phương vốn đằng đằng sát khí, nhìn thấy dây chuyền, thái độ rõ ràng thay đổi, chứng minh nhận ra món bảo vật này, thậm chí có thể quen biết Lạc Nhược Hy. Không thể trả lời. Khô Lâu ngồi xuống, không nhúc nhích, giống như lần nữa biến thành một bộ khung xương không có ý thức. Biết tiếp tục hỏi thăm, đối phương cũng không có khả năng trả lời, Trương Huyền đành phải lui ra ngoài. Trở lại địa phương trước đó, không gian chuyển một cái, lần nữa xuất hiện ở trên tế đàn. Trở về đi. Tuy được thần linh chi khí không tinh khiết, nhưng dù sao đã được như nguyện, chiếu theo phương pháp đối phương ban cho, còn có cơ hội thành công tinh lọc. Sau 2 canh giờ, trở lại Trục Tinh Cung. Đám người Hàn Kiếm Thu đang chờ lo lắng, thấy hai người trở về, vội vã nhìn qua. Một thần, chuẩn bị tế đàn. Biết giải thích vô dụng, Trương Huyền dặn dò một tiếng, truyền thụ phương pháp tế tự qua. Xem xong phương pháp, một thần nhíu mày. Loại phương pháp tế tự này, chỉ sợ không dễ dàng thực hiện. Phương pháp gì? Hàn Kiếm Thu nhìn qua. 10 vạn chân tiên cảnh đồng thời tham dự tế tự, hơn nữa muốn mở rộng linh hồn, không có bất kỳ phòng bị nào. Cái này rất khó hoàn thành. Một thần lắc đầu. Mở rộng linh hồn, không làm bất kỳ phòng bị nào, tương đương mở ra gia môn nghênh đón kẻ địch, tính mạng của mình đặt ở trong tay người khác, hơi có chút sai lầm, liền có thể hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Cho dù vị trước mắt này là tứ tông tông chủ, tấm gương cùng thần tượng của vô số người thượng thương, vẫn không có khả năng để nhiều người như vậy đồng thời làm được điểm ấy. Người đều có tư tâm, vô tư cho người khác, hơn nữa 10 vạn người. Ai có thể bảo đảm là không quá dễ dàng, nhưng bất kể như thế nào, cũng phải thử một chút. Trương Huyền nhìn về phía đám người Hàn Kiếm Thu, khôi hiểu. Tất cả đệ tử cùng trưởng lão của Lăng Vân Kiếm Các, Thất Tinh Lâu, Vạn Thú Môn, đều tới chưa? Trước khi đi vào thần điện, biết phải đối mặt thông thần điện vô cùng thần bí, cùng vị khổng sư mạnh mẽ kia, hắn liền để đám người Hàn Kiếm Thu triệu tập tất cả môn nhân đến nơi đây, hiện tại tính toán, đã vượt qua 1 tháng, hẳn không sai biệt lắm. Đã đến đông đủ, tùy thời có thể nghe theo tông chủ điều động. Hàn Kiếm Thu gật đầu. Chẳng qua chân tiên cảnh trở lên, về số lượng chưa tới 10 vạn, chỉ chừng 2 vạn. Hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất, không phải vấn đề 10 vạn người trên dưới một lòng hay không, mà là trong thời gian ngắn, căn bản thu thập không đủ 10 vạn chân tiên. 4 đại tông môn, dù cường giả vô số, nhưng có thể đến chân tiên cảnh,
kém cỏi nhất cũng là đệ tử hạch tâm, trưởng lão nội môn. Đám người Lăng Vân kiếm các cho dù truyền thừa mấy ngàn năm, che giấu lực lượng cực mạnh, thêm vào thế lực phụ thuộc, thành trấn quản lý. Cũng chỉ kiếm ra 2 vạn chân tiên mà thôi. 10 vạn, thực khó mà hoàn thành. Thậm chí số lượng này, toàn bộ đại lục có hay không cũng chưa chắc. 2 vạn. Trương Huyền sầm mặt lại. Hắn cùng một thần đi tới thượng thương thời gian không dài, biết có hạn, lo lắng chính là làm sao để cho người ta trên dưới một lòng, nghe được giờ mới hiểu, vấn đề lớn nhất không phải cái này, mà là đi đâu tìm nhiều chân tiên như vậy. Chân tiên của thượng thương, đã tương đương với cường giả đại thánh của danh sư đại lục. Tìm tới mấy vạn, đã không dễ dàng, 10 vạn. Thực sự quá khó khăn. Tông chủ, không tốt. Mọi người đang cau mày, bên ngoài Triệu Nguyệt trưởng lão vội vã đi tới trước mặt. Trương Huyền nhìn qua. Triệu Nguyệt có chút cấp bách. Trên biển phía ngoài Trục Tinh Cung, xuất hiện rậm rạp chằng chịt thánh thú, tiên thú, số lượng thực sự quá lớn, ta sợ 4 đại tông môn liên hợp, cũng chưa chắc có thể chống lại. Thánh thú, tiên thú. Trương Huyền sửng sốt một chút, cùng đám người Đỗ Thanh Diên vội vã bay lên, nhìn lại nơi xa, quả nhiên thấy mặt biển tràn đầy bóng dáng. Cua, sò, cá mực, cá hố, nhiều vô số kể. Ta đói. Tiểu Hoàng Kê chẹp chẹp miệng. Trương Huyền. Thật ra thì ra đầu hắn cũng có chút run lên. Đám thánh thú, tiên thú này, số lượng thực quá lớn, thật muốn xông tới, 4 đại tông môn quả thực không có cách nào chống lại. Chủ nhân, là chúng ta triệu hoán đến. Đang không biết mục đích đến của đối phương, một thanh âm vang lên, ngay sau đó mọi người thấy 3 dao xa từ đáy biển bay ra, đồng thời còn có 1 con rùa biển to lớn. Đúng là 4 thú sủng của hắn. Trước đó an bài bọn chúng triệu tập cường giả Hải Dương tới, ứng đối Khổng Sư cùng Thông Thần Điện công kích, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tới đúng lúc, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, hưng phấn suýt chút nữa cười ra tiếng. Thật đúng là ngủ gật đưa gối, đang giàu thu thập không đủ 10 vạn chân tiên, nhưng có đám hải yêu kia, có lẽ số lượng đã đủ rồi. Nghĩ đến cái này, lại nhịn không được mở miệng nói. Hết thảy có bao nhiêu chân tiên cảnh trở lên? Bẩm báo chủ nhân, hải yêu chân tiên cảnh trở lên, khoảng 4 vạn. Đại Sa nói, chỉ có 4 vạn. Trương Huyền cau mày. Số lượng này đã rất nhiều, dù sao 4 đại tông môn toàn bộ cộng lại, cũng chỉ chừng 2 vạn. Khó trách hải yêu tập hợp liền nắm giữ lực lượng có thể so với toàn bộ đại lục, số lượng cường giả chân tiên này, bất kỳ một tông môn nào cũng không thể kháng cự. Thậm chí 6 đại tông môn gộp lại, cũng chưa chắc có thể chống lại. Nhưng cho dù số lượng này, thêm vào 2 vạn, cũng chỉ có 6 vạn. Khoảng cách 10 vạn còn kém 4 vạn. Còn chưa đủ, làm sao bây giờ? Ngột thần nhìn lại. Đúng vậy, không đủ. Trương Huyền nhìn quanh một vòng, một lát sau phân phó nói. Mỗi đại tông môn, cùng với hải yêu, tu vi đến hư tiên cảnh đỉnh phong, toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Vâng. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng tông chủ hiệu lệnh, không ai dám làm trái, đám người Hàn Kiếm Thu, Tần Nguyên, Khôi Hiểu vội vã đi làm. Một canh giờ sau, lân cận mặt biển liền chất đống không biết bao nhiêu tu luyện giả cùng hải yêu. Tỷ lệ hư tiên cùng chân tiên, đại khái gấp 10 lần, nói cách khác, 4 đại tông môn đại khái có thể đến chừng 20 vạn hư tiên. Hải Dương gần như có 40 vạn, mà đến đỉnh phong khoảng 1/8, gần 8 vạn. Hàn Kiếm Thu đi tới trước mặt, báo ra số lượng. 8 vạn. Trương Huyền gật đầu. Số lượng ít một chút, chẳng qua coi như đủ. Không biết tông chủ muốn làm gì, Hàn Kiếm Thu tràn đầy không hiểu. Tông chủ, triệu tập nhiều tu luyện giả như vậy làm gì, chúng ta cần làm gì? Trương Huyền nhìn qua. Tìm cho ta 10 vạn trận kỳ. 10 vạn. Hàn Kiếm Thu giật nảy mình, nhìn về phía Khôi Hiểu tông chủ. Ta khẳng định tìm không đến, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tốt. Khôi Hiểu tông chủ không có nói nhiều, xoay người đi vào đám người, thời gian không dài, đưa qua một chữ vật giới chỉ. Nơi này có 10 vạn trận kỳ. Thất Tinh lâu, bảo vật vô số, thượng thương cường giả biết bày trận nhiều vô số kể, bởi vậy số lượng trận kỳ rất nhiều, tìm ra được 10 vạn không tính quá khó khăn. Đa tạ. Đối mặt thượng thương sắp xuất hiện nguy nan, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thân thể run rẩy, Trương Huyền thẳng tắp bay lên trên, càng ngày càng cao, cho đến hơn 1 vạn mét, lúc này bàn tay mới đột nhiên lắc một cái. Phần phật, vô số trận kỳ đồng loạt bay đi, phân tán xuống, tựa như mưa lớn. Cái này,
Đám người Hàn Kiếm Thu thấy cảnh này tất cả đều ngốc tại chỗ, khiếp sợ nói không ra lời. Đặc biệt là đệ tử bốn đại tông môn và Hải Yêu. Bảy trận, tình huống bình thường, đều là một trận kỳ cắm xuống, dù vậy cũng rất dễ dàng phạm sai lầm. Có thể một lần sắp đặt 10 trận kỳ, xem như trận pháp tông sư, một lần sắp đặt 20 cái trở lên, được cho trận pháp đại tông sư. Đối phương một lần sắp đặt 10 vạn trận kỳ. Đổi lại trước đó, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đại tông sư trận pháp mạnh mẽ nhất di khí đại lục, khẳng định cũng làm không được. Nhìn một chút là trận pháp gì, nếu như đơn giản một ít còn tốt. Trong đám người, một vị trưởng lão am hiểu trận pháp lẩm bẩm. Trong lời nói, trận kỳ rơi trên mặt đất cùng trong hải dương. Thanh niên trên không nhẹ nhàng đạp một bước. Ông, trận pháp kích hoạt, trong phạm vi mấy trăm cây số, lập tức gây ra quang mang sặc sỡ, thất sắc lưu chuyển, tựa như từng đạo gợn sóng kỳ lạ. Đây là, thất thải tỏa linh trận, trận pháp đứng đầu nhất đại lục. Không chỉ như vậy, trong này dường như còn có tụ linh trận, tĩnh tâm trận, ẩn nặc trận. Đã đếm không hết, ít nhất mấy chục loại. Trận pháp hỗn hợp lớn như vậy, trong nháy mắt bố trí xong. Mọi người đã không phải kinh ngạc, mà là kinh hoàng. Độ khó trận pháp hỗn hợp, cao hơn trận pháp phổ thông vô số lần, thêm một trận pháp, độ khó sẽ tăng thêm mấy lần, trực tiếp hỗn hợp mấy chục loại trận pháp, bao phủ mấy trăm cây số, trong nháy mắt sắp đặt ra. Loại năng lực này, vượt xa phạm chủ có thể tưởng tượng rồi. Chỉ sợ cũng chỉ có thần linh mới có thể hoàn thành. Đỗ Thanh Diên lẩm bẩm. Tuy rất khiếp sợ thực lực của thanh niên kia, nhưng mắt thấy một màn này, vẫn cảm giác nói không ra lời. Khó trách linh thần có thể thích vị này. Quả nhiên mạnh mẽ không phải nhân loại. Làm xong những sự tình này, Trương Huyền cũng có chút mệt mỏi. Thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế rất khó, nếu không phải đột phá ngụy thần, càng lĩnh ngộ thiên nhược hữu tình, khả năng trận pháp còn không có triệt để khởi động, cả người sẽ bởi vì tinh thần lực hao hết mà từ không trung rơi xuống. Hít sâu mấy hơi thở, thiên đạo chân khí vận chuyển, điều chỉnh một chút, Trương Huyền trở lại trong trận pháp, cổ tay khẽ đảo. Mười mấy thi thể ngụy thần cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là trong khoảng thời gian này chém giết. Vỡ. Nhẹ nhàng bóp một cái. Bành 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 bành. Tất cả thi thể đồng thời nổ tung, tuy bùng nổ, uy lực lại bị khống chế, cũng không phải rất lớn, chỉ vì cấp tốc tỏa ra lực lượng trong cơ thể. Xì xì xì. Một cái nháy mắt, mười mấy cường giả ngụy thần cảnh thích góp toàn bộ tu vi lan ra, bị đại trận trước mắt triệt để bao phủ. Hết chương 3740. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.